Hello biết chế. Rồi đúng không? Nãy có điện cho chị nha chị. Vô rồi đó nha. Chị đợi em tí nha. Chị đợi em tí nha chị. Hello mấy chế nha. À em đang cướp Thảo Ngọc á. Mẹ tới bà Ngọc. Xin trân trọng kính chào toàn thể mấy chế. Hôm nay mấy bữa trước là đầu like lên xếp bộ rồi. Hôm nay đầu like lên đậm nha mấy chế ơi. Tốt. Tết cận kề rồi cho nên là mình sẽ lên rất là nhiều cái mẫu đầm đẹp, siêu đẹp luôn. Đây, đầu like tươi đỏ nha mấy chế cho thấy Tết nha. Rồi. Chế mà đang xem được like của em hôm nay vào tham gia mini em để nhận quà tặng là những chiếc áo những chiếc áo đính đá sang trọng như mấy chế. Bữa nay lên sơ mi này nữ luôn mi ơi. Hôm nay là quà tặng trong mini game là những chiếc áo đính đá sang trọng. Rồi mấy chế ơi, tham gia mini game để nhận quà tặng nha mấy chế ơi. Hôm nay là quà tặng hơi bị hấp dẫn và đặc biệt nha. Áo đính đá nha. Hôm nay tặng áo đính đá. Rồi, mấy chế tham gia mini game cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ với hai bước, đó là chia sẻ like của em ở chế độ công khai trên trang cá nhân. Rồi, sau đó chia sẻ ở trên trang cá nhân một lần và chia sẻ vào hội nhóm giùm em thêm một lần nữa nha mấy chế ơi. Rồi, và chụp màn hình lại nha. Nhớ chụp màn hình lại gửi vô inbox cho em nha. Rồi, nếu mà được rút trúng là nhớ chụp màn hình lại nha. Rồi, chia sẻ like của em ở chế độ công khai trên trang cá nhân một lần và vào hội nhóm một lần. Rồi sau đó comment chữ đã chia sẻ và kèm theo chữ may mắn nha mấy chế ơi. Mấy chế hôm nay tham gia mini game, comment chia sẻ xong rồi comment giùm em chữ đã chia sẻ rồi kèm theo chữ may mắn nha. Đã chia sẻ kèm theo chữ may mắn. Đó là một hồi nữa giúp comment chế nào là may mắn thực sự nha là sẽ được giúp chúng và được tặng những chiếc áo đính đá rất là sang luôn nha mấy chế. Rồi chế nào hôm nay đang xem được like là nhớ đừng có bỏ lỡ nha. Hôm nay nhớ tham gia mini game nha mấy chế ơi. Trời, cái nút chia sẻ mình đâu có tốn tiền gì đâu mà biết đâu mình may mắn mình được giúp chúng. Sao bữa giờ quá trời khách được giúp chúng. Em tặng gần hết cái kho túi sách rồi. Bây giờ hôm nay là tặng qua áo đính đá nha mấy chế. Chào em, chào chế Diễm Lan, chào chế Lê Tuyên. Tham gia mini game để nhận quà tặng áo đính đá nha. Cảm ơn cô Thu Nguyên Kim. Cô Thu Nguyên Kim gửi hàng cho con chưa? Nãy cô mới điện thoại đó, cô nói bây giờ cô mới nhận được ra cục hàng rồi. Dạ. Cô Thu Nguyên Kim cô đổi lại tại sao đi cô số 4 nữa? Là gì vậy? Cô lấy số 2. Cô đổi. Là áo nam hay áo nữ? Đồ đầm đồ gì đó mà giờ. Bữa giờ con không có biết cái đơn rồi. Rồi, cô Thu Nguyên Kim ơi, có gì cô cứ inbox cho con nha. Rồi ở bên con khi nào mà nhận được cái hàng của cô gửi lên thì chị sẽ trừ tiền vào cái bill sau cho cô nha. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ em chào chế Út Lúa nha. Chế Mimi nha. Chế Ngọc Thao Vo nha. Đây cái mẫu đầm này dễ thương quá mấy chế ơi. Cái anh này là số lượng rất ít luôn. Trời ơi. Trời ơi. Xui lắm luôn á mấy chế. Trời ai ơi. Mà quen chúng em là xui lắm luôn. Em ăn như là một con heo vậy đó. Không có nuôi nổi đâu. Rồi, đầm đang mặc có từ size gì tới size gì? Dạ để mi lên nhiều mẫu cho mấy chế xem nha mấy chế ơi. Đầu like rồi. Lên đầm nha. Cảm ơn những lời khen ngợi của mấy chế rất là nhiều nha. Xin chân thành cảm ơn toàn thể mấy chế và chúc
cho toàn thể mấy chế hôm nay được may mắn nha, được vuốt chúng. Cứ một like như vậy là em sẽ vuốt 3 người nha mấy chế ơi. Vuốt 3 người để chọn, vuốt 3 người may mắn nha, để tặng 3 món quà nha mấy chế. Mấy chế hôm nay nhớ đừng có bỏ lỡ cái mini game nha. Chỉ cần click một cái nút chia sẻ thôi, chia sẻ trên trang cá nhân một lần và chia sẻ vào hội nhóm một lần. Đó chị, hai nút như vậy thôi. Rồi sau đó comment chữ đã chia sẻ kèm theo chữ may mắn giùm em là được. Dạ, chế chào chế Văn Thích Võ. Chế Văn Thích Võ ơi, chế chụp hình cái mã áo gửi vô inbox giùm em. Đây cái mẫu đầm này có cái túi rất là dễ thương nha mấy chế. Chào chế Kiều Tiên, chế Duyên Ngọc. Rồi, đầm đang mặc là hàng nhập cao cấp nha. Đây tất cả những cái mẫu mà hàng nhập cao cấp đó là nó sẽ luôn luôn có tem mạc như thế này nè mấy chế, và nó có đủ size luôn. Rồi, đầm em đang mặc là mã giùm em là D473. Lên mã giùm em là D473 nha mấy chế ơi. Lên mã giùm em là D473 nha. Kèm theo cân nặng chiều cao. Em có từ size 1X cho tới size 4X nha mấy chế. Em chốt từ 50kg cho tới 75kg nha. Rồi, đây cái form của nó nè mấy chế. Em đang mặc size nhỏ nhất là size 1X nè. Đó, cái chất vải thun nhập cao cấp. Nó co dạng rất là thoải mái nha. Đầm này là đầm dạng form suông thể thao nha mấy chế. Đây, cái cổ của nó phối viền rất là sang luôn nha mấy chế. Rồi em sẽ quay một vòng cho mấy chế xem nha. Đây, hôm nay có rất là nhiều mẫu đầm đẹp nha mấy chế ơi. Và có luôn những cái mẫu mà siêu hot hôm bữa mấy chế đặt mà hết hàng á. Hôm nay về lại được số lượng ít thôi nha mấy chế. Dạ. Nên là mấy chế phải tranh nhanh tay nha. Dạ em chào. Rồi. Chào chú Phan Cao Lâm nha. Rồi, đầm đang mặc mã giùm em là D473 kèm theo cân nặng và chiều cao giùm em nha. D473 kèm theo cân nặng và chiều cao giùm em nha mấy chế ơi. Em đang mặc size nhỏ nhất là size 1X nha. Đó, cái này là cái túi thiệt nha mấy chế. Đây, cái túi của nó là túi thiệt chứ không phải là nó chưng chơi đâu. Đây nha, kiểu dễ thương lắm. Rồi, chế nào chốt đầm đang mặc comment giùm em mã là D473 kèm theo cân nặng và chiều cao. D473 kèm theo cân nặng và chiều cao nha mấy chế. Chụp hình tươi. Okay. 50 cho tới 75kg nha mấy chế. Dạ chế Nguyễn Ly, chế cứ việc chụp vào inbox giúp em nha. Bên em sau khi kết thúc live sẽ giải quyết giúp chế nha chế Nguyễn Ly ơi. Dạ 470 một đồng đó chế Ly thôi. Mã đi mặt là D473, chốt từ 50 tới 75kg luôn nha mấy chế. Mấy giá chế chỉ có 470 nha mấy chế. 470 một đồng nha chế Hà Nguyễn ơi. 75kg vừa luôn nha chế Phương Lam ơi. Chế chốt cho em xin thêm cái mã nha chế Phương Lam. Cái đầm này nè, với lại cũng tùy theo cái tạng người mấy chế. Có nhiều chế giống như dì em nè, 77kg, cao cỡ 1m60 hay 1m65 gì á, mà mặc có size 3X thôi à. Tùy theo tạng người, do nặng xương nữa. Cho nên là dạ. chế nào mà 7 mấy kg mà cái tạng người gọn thì cứ báo với em nha. Rồi, đầm mi đang mặc là D473 nha mấy chế. Mấy chế comment cho em xin mã đầm D473, cân nặng chiều cao và số điện thoại. Chụp hình. Để em chốt hàng cho mấy chế cho đúng nha mấy chế. Giá 470 đầm nha mấy. Giá 470 một đầm nha mấy chế ơi. Mấy người đẹp ơi, vô chốt cái đầm này rất là dễ thương. Mấy người đẹp ơi, Tết đi mặc Tết là rất là đẹp luôn. Rồi, mấy chế ơi, hôm nay mấy chế tranh thủ chia sẻ like và comment chữ đã chia sẻ kèm theo chữ may mắn đi. Rồi em khi mà em thấy cái lượt chia sẻ tăng nhiều rồi thì em vuốt comment tặng đầu like luôn. Mấy chế tranh thủ chia sẻ vuốt comment tặng đầu like luôn nha. Quà tặng hôm nay rất là hấp dẫn, đó là những chiếc áo đính đá sang trọng nha mấy chế. Dạ chế Văn Thích Võ ơi, áo khoác 381 vòng nha chế.
Đầm mi mặt giá 470 nha mấy chế, mã là D473 giúp em. Mấy chế chốt hàng comment giúp em là D473 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại nha mấy chế. Rút giùm bộ đen 470 một đầm. Em chốt size từ 50kg cho tới 75kg luôn nha. Giá 470 một đầm nha mấy chế, mã là D473 giúp em. Chốt hàng comment D473 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại. Ủa, đi ra hả? Chị ơi, nè, cái sếp này nè, bên trang 5 á, nằm đầu like luôn á. À, mấy chế ơi, mấy chế vô chia sẻ giùm em nha mấy chế. Rồi. Chia sẻ đầu like, có số điện thoại. Mấy chế vào tham gia mini game để nhận quà tặng là những chiếc áo đính đá nha mấy chế ơi. Áo đính đá cực kỳ sang luôn nha. Dạ, đầm đang mặc là giá 470, mã là D473 giùm em nha. Đầm mi đang mặc là D473, từ 50kg tới 75kg luôn nha mấy chế. Em chốt cho mấy người đẹp từ 50 tới 75kg luôn, giá 470. 470 một đầm. Rồi, rồi bắt đầu đẹp luôn. Bới tóc lên là bắt đầu chiến đấu với mấy chế nha. Lên mẫu liên tục luôn. Tết rồi mấy chế mua cái đầm rồi. Mặc đi Tết là đẹp lắm mấy chế ơi. Đây nha, đầm đen mặc là đầm phơm suông thể thao cổ bẻ nè mấy chế. À, những cái thiết kế này nè là nó y như những cái dòng mà thương hiệu á, thương hiệu cao cấp như Cap 3 nè, Puma rồi nè. Đó là nó thiết kế những cái phơm đầm này nè. Một cái thì chịu mấy, 2 triệu á. Đem đổ nước. Đó, thay vì mua những cái mẫu đầm đó thì hốt được mấy cái này luôn nha mấy chế ơi. Cái chất vải thun trời ơi xịn sò như nhau luôn, đẹp quá trời luôn. Rồi em chuẩn bị qua mẫu tiếp theo nha. Rồi chế nào chốt đầm này comment nha. Mã là D473. D473 kèm theo cân nặng và chiều cao. D473 kèm theo cân nặng và chiều cao. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha mấy chế ơi. Đây cái này là cái túi nha. Rồi, tiếp tục qua mẫu. Rồi, cái mẫu tiếp theo này là em sẽ có hai màu nha mấy chế. Mẫu này có size từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Chế Phương Ngọc ơi, cho em xin cân nặng chiều cao nha chế Phương Ngọc. Rồi, đầm đây mặc có từ 1X cho tới 4X nha mấy chế. 1X cho tới 4X nha. Rồi đọc đi rồi kiên tính hơn qua. Sai một ít. Rồi qua mẫu tiếp tục nha mấy chế ơi. Năm mươi tám ký. Một luôn. Chế Giang Châu số điện thoại 7196 có hàng nha. 65kg. 65kg là sai số 2. Dạ chế Hồ Lái ơi, mi nó lên áo lẻ từ từ nha chế Hồ Lái. Tên gì vậy? Nam cô. Nam cô số 3, số 3. 75kg luôn phải là gì? 75kg số 4. Đúng rồi. Mét 6-70kg. Chế Nam Cô số điện thoại 2238 có hàng. Rồi qua cái mã đầm này tên gì Bi? Chế Phương Lam số điện thoại 9294 có hàng. Chế Phương Ngọc số điện thoại 1178 có hàng. Rồi qua tiếp tục cái mã đầm em đang mặc đây, cái giá cực kỳ sốc cho mình luôn nè mấy chế ơi. Hồi nãy em coi giá mà em tưởng là lộn giá không luôn á. Ai ngờ đây là cái giá sale nha mấy chế. Đây cái mẫu đầm em đang mặc nè, về được giá sale là em sẽ bán giá sale cho mình nha mấy chế ơi. Rồi mẫu đầm này
giá 466 sale chỉ còn có 360 thôi à mấy chế. Rồi, đầm đen mặt. Đúng rồi. Đầm đen mặt là giá 460 sale còn có 360 thôi nha. À, rồi cái màu đen mặt là em có được tầm cỡ 20 cái thôi mấy chế ơi. Dạ vừa luôn nha chế Thủy Trang. Rồi đầm này á là nó sẽ đi từ size 108 tương đương size L nha. Đây. Có hai túi hai bên nè. Trái nguyên lê ơi, trái nguyên lê cho em xin cân nặng chiều cao để em chốt hàng một ít là. Rồi. Đây, cái này mặc em mặc size L là nó sẽ đỡ rộng hơn, nó có thể. Đây nha mấy chế. Đầm đen mặc mã lên mã giùm em nha mấy chế ơi. D36. D36 kèm theo cân nặng chiều cao có từ size L 1X, 2X và 3X nha. Đầm đen mặt có size L 1X, 2X và 3X, 4 size nha mấy chế ơi. Em đây mặc ơi, em đây mặc là size nhỏ nhất là size L tương đương size 108 thôi mặt nè mấy chế. 460 sale còn có 360 thôi. 460 xe còn có 360 thôi. Có chiều cao vừa. Đầm đen nhiều. 55 kg. Đầm đỏ đầu lai giá 470 một đầm nha mấy chế ơi. Rồi đầm đen mặt chế nó lấy comment mã là D36 kèm theo cân nặng chiều cao có từ size L 1X, 2X và 3X nha mấy chế. Rồi đầm đen mặt em chốt tới 70 kg thôi nha. Đầm đen mặt chốt tới 65-70 kg. Comment giùm em mã D36 kèm theo cân nặng chiều cao nha. D36 kèm theo cân nặng chiều cao giùm em nha mấy chế ơi. Đầm mi ma đang mặc là D36 là 360 một đầm nha mấy chế. Tâm chỉnh điện thoại lại một chút. Rồi chế thao do Ngọc lấy đầm đang mặc 360 nè, size lớn nhất nè. 3X. Đây, em đang mặc size L là dạ, tầm 55 kg nè. Đầm đỏ rồi. Đầm đỏ đầu lai 60 kg, mặc size gì chị? Đúng rồi, quăng qua giùm con ơi. Đầm đỏ 60 kg đầu lai đó. Rồi quăng qua. Rồi, okay, rồi đầm đen mặt chế thôi lấy comment nhanh tay giùm em nha. Hàng sale số lượng có hạn nha mấy chế ơi. Nhanh tay giùm em nha. D36 kèm theo cân nặng chiều cao. D36 kèm theo cân nặng chiều cao nha mấy chế ơi. D36 từ 60-70. Ủa cái này là sao vậy Bi? Đầm đen đang mặc là D36 là 360 nha mấy chế. Chốt mấy chế từ 50 tới 70 kg luôn. Giá chỉ có 360 rồi mấy chế ơi. Mấy chế chốt này cho em xin mã số cân nặng chiều cao và số điện thoại cho mấy chế. Chụp hình tươi. Rồi đầm này là có túi nha. Rồi tranh thủ qua tại vì hàng sale số lượng có hạn thôi à. Đó, đầm này là có size từ L 1X, 2X và 3X cho mấy chế. Đây, cái ngôi sao này là nó đính đá nha. Chất vải thun nhập cao cấp 460 xe còn 360 rồi mấy chế ơi. Bỏ lỡ qua cái mẫu đầm này coi như là tiếc hùi hụi luôn nha. Rồi có hai túi hai bên nha. Đây, đầm có hai túi hai bên. Rồi, chụp hình cái con quay mẫu. Rồi chế nào chốt đầm này comment nha. D36 kèm theo cân nặng chiều cao. Đây. Lily 459 có hàng. Rồi qua mẫu tiếp tục nha mấy chế ơi. 238 có hàng. Này, quên nữa. Còn cái bài ít á. Đây, đầm này bên hông là có dây kéo. Rồi qua tiếp tục nha. Phường Lý 444 có hàng. Rồi mà My sẽ qua mẫu tiếp tục nha mấy chế.
đầm này chỉ còn có 5 cái à mấy chế ơi, 5-6 cái à mấy chế, nào chốt thì chốt cho mấy chế ơi, rất là đẹp, chỉ còn rồi. Mẫu thôi. Rồi, màu đỏ này là số lượng cực kỳ ít luôn nha mấy chế. Màu đỏ số lượng cực kỳ ít luôn. Mẫu có nữ được mấy cao 1m55 nặng 48kg nha mấy chế. L với số 1. Rồi. Đây, màu đỏ này thì em chỉ có size L với lại 1X thôi nha mấy chế ơi. Màu đỏ này chỉ có size L với lại 1X, chốt cho 60kg đổ lại nha. Rồi, chế nào chốt màu đỏ comment giùm em nha. Mã D361. D361 này là màu đỏ nè mấy chế. Có chỉ có size L với 1X thôi, em chốt cho 60kg đổ lại nha mấy chế. D361 nha mấy chế là 360 một đầm nha. Chỉ còn có 4 cái à mấy chế ơi. Ok. D361 chỉ còn có 4 cái thôi nha mấy chế. Đây có túi. D361 từ 50 cho tới 60kg thôi. Đầm này em chốt từ 47kg cho tới 60kg. 60kg rồi nha mấy chế, em còn có 4 đầm nha, 4 set nha. Chỉ có size L với lại size 1X thôi. Ui, chụp hình chắc không qua luôn. Rồi, chế là lấy đầm này comment mẹ mã D361 nha, em qua mẫu tiếp theo nha mấy chế ơi. Tại vì mẫu này số lượng rất là ít luôn. D361 nha mấy chế. Mấy chế comment giúp em D361 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại. Đồng giá 360 một đầm nha mấy chế, em chốt size từ 47kg cho tới 60kg nha. Cái đơn phải. Bỏ đây nha. Ừ. Bỏ lộn không? Rồi, qua mẫu tiếp theo nè. Lên mẫu liên tục nha, rất là nhiều hàng luôn mấy chế ơi. Đầm hàng nhập cao cấp. Về rất là nhiều mẫu luôn. Toàn là siêu phẩm không à. Vậy chế kim hoa lưu chế vào inbox lại giúp em, bên em sẽ kiểm tra. Rồi, lại đây em qua cái mẫu này là kim hoa lưu ơi. Form su mà tay lỡ này dành cho những chế nào mà có khuyết điểm là cái bắp tay to này nha, cái bờ vai bị be nè. Rồi, và đây che được khuyết điểm, mình có cái ngấn mở đây cũng che luôn, và cái ngay bụng dưới che hết luôn. Liên rồi mua, cái mẫu đầm đen mặt sai cho nên em không báo cho chế, em không chốt hẹn cho chế Liên Ngô ơi. Hôm nay mẫu nam lên lại chế chốt qua mẫu khác giúp em nha chế Liên Ngô ơi. Rồi, đầm đen mặt comment giùm em mã là D46. D46 giùm em nha. Đầm đen mặt comment giùm em mã D46 nha. Rồi, 41 không? Rồi em có sai. Đầm này em có size từ 50kg cho tới 77kg, 78kg luôn nha mấy chế ơi. Đây, cái vải chất thun nhập cao cấp. Chất vải thun nhập cao cấp siêu mịn mát luôn, và co giãn thoải mái luôn nha mấy chế ơi. Đây, tay lỡ phối sọc nè. Đây dạ, nó tông sẹt tông luôn nè mấy chế ơi. Đây, hình dạ, cái bông hoa đính, đính đá, đính đá cam. Rồi cái nhụy của nó là đính đá xanh nè. Vậy chế Nguyễn Phượng khi nào đầm về bên em báo cho mấy chế biết nha. Đầm gì vậy đi? Đầm trái tim tạm tuần nữa mới về mấy chế ơi. À, đang cho thợ lên nha. Rồi. Dạ, đầm có tôi. Mẫu đầm đen mặt comment giùm em mã. Đầm có túi nha. D46. D46 kèm theo cân nặng và chiều cao. D46 kèm theo cân nặng và chiều cao. Đầm này có 2 túi. Chụp hình. Ok chế Liên Ngô nha. Có 2 túi, 2 bên là mấy chế. Chế Hà Thu ơi, chế vào inbox. Form nó cực kỳ dễ thương luôn. Kiểm tra lại cho chế nha. Hàng nhập cao cấp. Đầm bi đang mặc. Giá 460. Mã là D46. Kèm theo cân nặng chiều cao. D46 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại giúp em. Giá 460 một đầm. Đế chế comment theo cú pháp là D46 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại giúp chế. D46 kèm theo cân nặng chiều cao giùm em nha. Dạ
ly ly. Hồi nãy cái bịch ly ly đâu con, ly ly bỏ cái đầm đó ra. Dạ áo thun nam đang mặc mã là 281 giúp em nha. AT 281 giá 280 một đợt. Giá 280 một áo thun nam đang mặc nha. Em có size từ 65 kg cho tới 80 kg tùy chiều cao. Là tính hồi nãy có ai nói số mấy nữa không? Giờ chế này xả bộ này ra nè. Con coi số này có mấy nè. Dạ chế Lily em đổi lại cho cô chế nha. Đổi lại cái 46 á. 46 chế Lily đổi rồi. Rồi chế Lily bây giờ tí. Mình chốt chắc giùm em nha. Rồi mới đầu là hay vô đừng có đổi, hạn chế đổi giùm em nha. Chế Lily ơi. Rồi đưa qua cho con đi. Rồi đầm đang mặc mã là D46. Kèm theo cân nặng chiều cao giùm em nha. Giá là 460 nha mấy chế ơi. Bao vừa luôn nha chế Thủy Trang ơi. Rồi, Tướng ơi, Tướng ơi. Để mi đổi lại cho chế nha. 4. Đầm mi đang mặc em chốt size từ 50 kg cho tới 77 78 kg tùy chiều cao luôn nha mấy chế ơi. 1. Chỉ có 460 một đầm nha mấy chế. Chế Trang Nguyễn 46 ơi, đầm đang mặc không có 5 m, đầm đang mặc em không có 5 m nha, có 4 m là lớn nhất xin rồi số nha. Điện thoại nha chế Thanh Nga ơi. Anh Tiết chị mới nhận đầm rồi, em vải đẹp mà mát lắm. 2. Dạ cảm ơn chế anh Tiết nha. Dương Thị Hồng Ngọc 1291 có hàng. 2. Dung Lê 844 có hàng. Cái đầm này á size 1 ý là chốt được cho 60 kg luôn á mấy chế. Ly ly 459 có hàng. À, đưa dì Quyên nè, cái đang mặc. Rồi chế Điệp Lê 70 kg nè. Rồi em đổi lại cho chế Ly ly rồi nha. 3. Còn 1 không? Rồi Tư Lê có tới luôn. Quăng qua cho dì Quyên nhét vô. Dán thôi. Rồi chế Trang Nguyễn ơi, đầm đang mặc là em không có size 5X nha. Em chỉ có tới size 4X thôi. 1X cho tới 4X thôi. Và cái form này là cái form suông lớn là cho nên là chốt được cho tới 77 78 kg luôn nha mấy chế ơi. Chế nào có chiều cao á là được 80 kg luôn. Đây. Size 1X của nó đây. Tư Lê 936 có hàng. Gia Khánh bà ngoại 798 có hàng. Rồi chế Võ Thủy nè, số 2. Dạ khoảng 1 tuần nữa nha chế Thị Linh. Rồi, qua mẫu tiếp tục nha mấy chế ơi. Cái nào có nhiều vậy? Rồi qua mẫu tiếp tục nha. Võ Thủy 947 có hàng. Ủa Lâm này nãy giờ chụp hình chưa tôi? Chụp chưa? Hả? Chưa. Không nhớ luôn á. Rồi. Chụp cái gì coi. 72 kg bố biết được không? Chụp. Dạ bao vừa luôn á. Rồi Trang Nguyễn lấy 72 kg. Hai bịch. Nhiều. Số mấy? Số áo không? Không. Không. Chế Trang Nguyễn thôi, chế Trang Nguyễn là mặc bố biết được rồi. Rồi nè, cho chế Trang Nguyễn cái số 4 nè. Rồi, qua mẫu nha mấy chế ơi. Rồi, cái 67 kg. Cái 67 kg lên đồ nam em, ok chứ bất ngờ. 67 kg tên gì tên? 67 kg là quách. Trang Nguyễn 413 có hàng. Cái hai kìa, anh bước lên cái anh nói chuyện cái miếng mình biết qua. Dạ đầm đi chế tiền giá 590 nha chế Thuyền Anh ơi. Chế Hùng Quá có điện thoại 9766 có hàng. D46 nặng 72 kg. Tên gì Tư? Lê Thị Sang. Rồi cho cái bố biết nữa. Đúng rồi. Nặng 72 kg rồi. Rồi quăng qua. Rồi lên mã mới. Chế Lê Thị Sang ơi, cho em xin số điện thoại nha chế Lê Thị Sang ơi.
Rồi. Có thêm cái đề 46 nữa. 60 kg. Chế ly thì sang cho em xin số điện thoại. Số 2 đúng không? Vậy còn cái nào nhảy con qua? Rồi chế 5 cô 2, 3, 8, ủa 5 cô hồi nãy có chốt rồi á. Ủa 5 cô hình kìa, đang bỏ vô kìa. Chô về. Rồi, qua mã tiếp theo. Bố biết luôn mày ơi. Nè, qua mã gì tư. Ôi. Rồi qua mã này là D471 giùm em nha. Rồi ok, chế lên thì sang số điện thoại 647 có hàng. D4668 chế 6 gram. 3x được rồi. Rồi chế dầu ngọc 787 có hàng. Rồi qua đầm này là mã D471 giùm em nha mấy chế. Qua đầm này là mã D471 giùm em. D471. Rồi có từ nha mấy chế. Có từ 1 cho tới 4 luôn. Size của nó là từ 1 cho tới 4 luôn. Đây cái form của nó nha. Rồi đầm này em chốt. Đầm này em chốt cho tới 73 kg. Có chiều cao được là được 75 kg. Còn cỡ 1,5 m là cỡ 1,5 m là chốt cho 70 kg. Rồi chế nào chốt đầm đang mặc comment giùm em mã là D471. Số lượng cực kỳ ít cho nên là mấy chế nhanh tay giùm em nha. D471 475 kg. Chụp hình thôi. Ok. 65 kg không? D471. Wow. 65 kg. Cho con phiếu. Rồi đầm đang mặc giá 470 nha mấy chế, có size từ 1x cho tới 4x nha. Chốt hàng comment giùm em mã D471 kèm theo cân nặng chiều cao giùm em nha mấy chế ơi. Nhớ cho em cân nặng chiều cao nha mấy chế ơi. Rồi, Lê Hồng D471 nè, số 4 nè. Số 3 nè. Mình đầm đi đang mặc là D471 nha. D471 giá 470 đồng. D471 kèm theo cân nặng chiều cao, số điện thoại giúp em nha mấy chế ơi. Rồi đây đầm màu tím này là hơi bị hiếm luôn nha mấy chế ơi. Những cái mẫu đầm hàng nhập á thì đa số là màu đen nhiều à. Còn những cái màu sắc như thế này là rất là hiếm mẫu luôn á. Cho nên là chế nào mà đang kiếm đầm màu đó thì nhanh tay tranh thủ nha. Đây cái tông màu tím cẩm này rất là đẹp luôn nha mấy chế. Chế Trần Ngân D471 L80. L80 là chế cỡ 6 mấy kg đúng không chế? Phạm Bích 036 có hàng. Số 2. Rồi, em qua mẫu tiếp nha. Cái mẫu đầm này là em gần hết rồi mấy chế ơi. Toàn bộ là hàng nhập nha. Bên em lên đầm nãy giờ, hồi đầu like lên cho tới giờ là toàn bộ là hàng nhập cao cấp. Hàng nhập cao cấp đây có từ 1 cho tới 4 nha. Trần Ngân 116 có liền. Chụp hình cái qua mẫu. Đây nha mấy chế, cái form đầm nè. 470 một đầm nha. D471 dạ, giùm em qua ơi. Mẫu nha. Em rồi mẫu nam lên. Rồi em thay qua mẫu tiếp tục nha mấy chế ơi. Rồi trong thời gian đó là sẽ mẫu nam sẽ lên đồ nè mấy chế ơi. Mua rồi. Mình mua trong xã mặc Tết luôn nha mấy chế ơi. Rất áo nam mặc là có giá 280 nha mấy chế. Đây em chốt cho mấy chế từ 65 cho tới
80 kg, 78 80 kg nha mấy chế, tùy theo chiều cao. Đây. Rồi. Mặt giá 280 mã là AT 281 mấy chế. Mấy chế nào chốt là cho cân nặng chiều cao và kèm cho cái màu nữa mấy chế. Cho em chút rồi, đây em có tổng cộng là 6 màu, mỗi màu nữa. AT 281 nha. Comment là AT 281 nha mấy chế. Rồi cho cân nặng chiều cao và số điện thoại nha mấy chế, kèm theo cái màu cho em nha. 6 màu. Mẫu nam đang mặc là màu xanh đen. Mẫu nam đang mặc là màu xanh đen. Rồi đây, sọc đỏ đây. Đây là màu xanh cổ dịch nha. Đó, màu xanh đen, màu xanh cổ dịch. Đây là màu sọc nu vàng nha mấy chế. Rồi sọc nu vàng nha mấy chế. Sọc nu. Rồi đây sọc xanh lam. Đây xanh lam. Xanh lam. Sọc đỏ. Đây đỏ đây. Xanh dương nha mấy chế. Rồi tổng cộng em có là 6 màu nha mấy chế. AT 281 kèm theo màu giúp em có 6 màu. Chốt size đây, từ 65kg cho tới 80kg tùy chiều cao. Đồng giá 280 nha mấy chế. Quần của em đang mặc là 350, gồm có 4 màu. Em đang mặc là màu đen xước, màu xanh đậm và màu xanh lợt. Tổng cộng có 6 màu nha mấy chế. 4 màu. Áo thì 6 màu, quần thì có 4 màu nha mấy chế. Nam đang mặc là màu đen nha, màu đen thui luôn nha mấy chế. Quần em có 4 màu là màu đen thui, màu đen xước, màu xanh đậm và xanh lợt. Có size từ 30 cho tới 34, tương đương 65kg cho tới 80kg tùy chiều cao. Áo thun nam đang mặc có 6 màu, màu mẫu nam đang mặc là màu xanh đen. Rồi tiếp theo là màu xanh rêu, xanh cổ vịt, màu đỏ, màu xanh lam và màu nu. Tổng cộng là 6 màu, đồng giá 280 nha mấy chế. Comment cho em AT 28, AT 28 cho cân nặng và chiều cao kèm theo cái màu nữa nha mấy chế. Rồi. Ok, chế bích ngọc á. Quần thì có 4 màu, đồng giá 350. Rồi, comment cho em là Z35 nha mấy chế. Rồi, chế bích ngọc có điện thoại 1887 có một cái áo màu xanh đen nha. Đây. Lên cái mẫu làm này nè. Đó. Cái chất chế hàng nguyên ơi, chế hàng nguyên cho em xin số điện thoại. Chất thun lụa dẻo, siêu mịn mát và co giãn thoải mái luôn nha mấy chế ơi. Dạ chế cánh linh ơi, mà đậm tím trên mặt vừa rồi là mã D471. Giá 470 chế cánh linh ơi. Chế hàng nguyên với đậm tím mi mặt cho em xin số điện thoại đi chế hàng nguyên. Đi mẹ em con. Rồi, đầm đen mặt cờ mình thì mẹ mã là D44 nha. Đầm đen mặt. Rồi, ok, em cảm ơn chế anh Nguyên. Đầm đen mặt cờ mình thì mẹ mã là D44 nha mấy chế ơi. Trời ơi, cái chất vải của nó là coi như là ghiền luôn nha. Hàng nhập cao cấp, chất vải thun lụa dẻo siêu mềm mịn mát, co giãn thoải mái. Rồi, đầm đen mặt em chốt từ 50kg cho tới 70kg nha. Rồi, chế nào mà có chiều cao á, thì sẽ được 75kg nha mấy chế ơi. Rồi, chốt đầm cờ minh giùm em mã là D44 kèm theo cân nặng chiều cao. D44 kèm theo cân nặng chiều cao nha mấy chế ơi. Rồi, đầm mi mặt cờ minh giúp em D44 kèm theo cân nặng chiều cao. Số điện thoại giúp em. Em có size từ 50kg cho tới 75kg tùy chiều cao nha mấy chế. Giá 440 một đầm nha. Giá 440 một đầm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại giúp em nha. Chế Hân Thúy ơi, chế cho em xin cân nặng chiều cao đi chế ơi. Dạ, quần nam đang mặc là màu đen thui luôn nha chế Bích Ngọc ơi. D44 kèm theo cân nặng chiều cao giùm em nha mấy chế. Chụp hình. Đây. Cái tay nó phối lưới có nhũ nè, rất là đẹp luôn. Cực kỳ dễ thương luôn nha mấy chế ơi. Xinh quá à, mẫu này mặc quá trời xinh luôn. Rồi ok, Ngô, để mẫu nam lên mẫu từ từ nha. Rồi ok. Rồi. Chốt đầm cờ minh giùm em mã D44 kèm theo cân nặng chiều cao nha, đồng giá 440 một đầm hàng nhập cao cấp nha. Rồi đẹp lắm shop ơi, cảm ơn shop nhé. Kế xe băng.
Dạ em cảm ơn chế Tây Băng nha. Cái mẫu trước á, tím á, mi xích, xích lên trước tí. Coi lại đầm tím chế lăng. Rồi cái số 1 luôn. Ok chế lăng cô. Rồi cái số 3. Rồi chế Hương Nguyễn lấy D44 70kg. Rồi ok chế Hương Nguyễn. Số điện thoại 3154 có hàng. Rồi chế Phương Lam D44. Thân Thúy 313 có hàng. Rồi chế Phương Lam có hàng. Hàng Nguyên. Đầm đen mặt là 1m53. Mã D44 kèm hết dạ. 58 kg Thân Thúy. Phương Lam 294 có hàng. Hương Nguyễn 154 có hàng. Khánh Linh 371 có hàng. Đầm 70 rồi, có rồi, có chốt rồi Tư ơi. Đầm đen mặt mã là D44 kèm theo cân nặng chiều cao giùm em. D44 kèm theo cân nặng chiều cao. Rồi cái Lê Nhung ơi, em hết size lớn luôn rồi. Không còn cái size lớn nữa không. Rồi chế Lê Nhung ơi, cái size của chế là em còn rất là nhiều mẫu ở phía sau nha chế Lê Nhung ơi. Rồi em sẽ lên liền luôn. Dạ. Không phải cái mẫu. Cái D44 này em hết size lớn của chế Lê Nhung rồi nha. Đợi còn, em còn, lên. Ơi, còn. Còn. Mà đó. Mà 75 kg. 75 kg mét 56 không được em ạ. Em mặc xấu lớn hơn nữa mới được. Rồi chế Lê Nhung, đợi em lên những cái mẫu sau là em có size của mình nha chế Lê Nhung ơi. Rồi đam đây mặt chế nào lấy comment mã D44 kèm theo cân nặng chiều cao. D44 kèm theo cân nặng chiều cao giùm em. Dạ đầm trái tim là em có size 70 kg luôn nha chế Nguyễn Hiền, giá 590 ha. Đầm tầm khoảng 1 tuần nữa là hàng sẽ về á mấy chế. Cái tay này là khối lưới có ánh nhũ rất là đẹp luôn nha mấy chế ơi. Rồi chế Nguyễn Hà 61 kg. Rồi ok chế Nguyễn Hà. Cái cũ nè, có địa chỉ rồi. Thế Nguyễn Hà bổ sung cho em cái chiều cao luôn đi mấy chế. 57m5, D44. Rồi em chuẩn bị qua mã nha mấy chế ơi. Rồi cái mẫu đầm này chế nào lấy nó comment giùm em nha. Mã là D44 kèm theo cân nặng chiều cao. D44 kèm theo cân nặng chiều cao. 1091 có hàng. 67 kg. Số 2 đúng không? Thì gót cho miếng nước cho. Cái mà đi đúng rồi. Yên Huỳnh 369 có hàng. Mấy chế chốt hàng cho em cân nặng chiều cao cho dễ nha. Rồi em qua mã tiếp theo nha. Qua mã tiếp theo nha mấy chế ơi. Rồi mẫu nè. Rồi mấy chế ơi, đây áo con đang mặc là mã 27 nha mấy chế, AT 27 nha, là giá 270 nha mấy chế. Đây, em chốt từ 65 kg cho tới 85 kg nha mấy chế. Đây em mặc, em có tổng cộng là 5 màu. Đó, em đang mặc em. Chụp chưa? Rồi. Đây, em đang mặc là màu nu đây mấy chế. Đây màu xanh xanh biển, màu xám, màu kem và màu trắng nha mấy chế. Đây mấy chế ơi,
áo thun nam đang mặc mã là AT27. Giá 270 một áo nha mấy chế. Rồi, màu kem nha mấy chế. Em có 5 màu đây, màu xám. Màu xám. Màu xanh biển. Đây. Đồng giá 270 nha mấy chế. Áo mũ nam đang mặc là màu nâu nha. Mấy chế comment giùm em AT27 kèm theo màu, cân nặng, chiều cao và số điện thoại giúp em. Đây em có tổng cộng là 5 màu đây. Áo thun nam đây, em chốt size từ 65kg cho tới 85kg tùy chiều cao nha. Giá chỉ 270 một áo, em tổng cộng có 5 màu. Rồi. Áo thun nha. Chốt AT27 nha mấy chế. Cho cân nặng chiều cao nha, kèm theo cái màu cho em nha mấy chế. Rồi quần là cũng có 4 màu, giá 350 nha mấy chế. Màu đen, màu đen xước, màu xanh đậm và màu xanh lợp nha. Rồi chốt là Z35 cũng cho cân nặng chiều cao và cái màu nha mấy chế. Ok, chế dầu ngọc nha. Rồi đây em có 5 màu đây, áo đây. Chế Nguyễn Ngọc Thật ơi, lấy D44 cho em xin cân nặng chiều cao chế Nguyễn Ngọc Thật ơi. Rồi tiếp tục thêm một cái mã làm phơm suông tay lỡ nha mấy chế. Đàm phơm suông tay lỡ đây, đợt đây, này là cái nền xanh đen. Đây phối 58. Phối cái bảng ngang rồi. Là thật đỏ nè. Rồi đính đá, cái họa tiết đá đính là mấy chế rất là sang luôn nha. Vừa rồi chế Văn Lộc 207 có tục mã đầm em đang mặc nha mấy chế ơi. Đầm đang mặc. Rồi chế là lấy đầm đang mặc comment giùm em mã là 58D4601. Đầm đang mặc comment giùm em mã 4601 nha mấy chế ơi, đồng giá 460. Đồng giá 460. Thi Ngọc không? Ngon quá. 6161 có hàng. Rồi đầm đen mặt chế là lấy comment giùm em mã là D4601 nha mấy chế ơi. Rồi cái đầm này á, là em có từ 4, có 4 tay luôn không? Còn 234 45. Rồi đầm đen mặt 4601 mã 4601. Rồi có size từ 1X cho tới 4X nha mấy chế. Đây cái này là cái foam su của nó to nha. Đây. Đầm vừa mới một khoai ít này là em chốt cho 60kg luôn á. Đây. Đầm này là cái foam su foam lớn nha. Chốt từ 50kg cho tới 80kg luôn nha mấy chế ơi. Rồi, chế nào chốt hàng comment giùm em mã 4601 kèm theo cân nặng và chiều cao nha mấy chế. Rồi chế nào mà nặng xương á, chế nào nặng xương mà cái người gọn nhớ comment cho em biết luôn nha mấy chế. Rồi đầm đen mặt là mã 4601 giùm em. Đầm đen mặt mã 4601. Cô Dung Lê cho con xin cái chiều cao luôn nha cô Dung Lê ơi. Rồi mấy chế comment đầm mi đang mặc là mã D4601 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại giúp em chốt size từ 50kg cho tới 80kg tùy chiều cao luôn nha mấy chế. Giá đồng giá 460 một đầm nha. D4601 giúp em. D4601 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại nha mấy chế ơi. Chế Dung Lê cái điện thoại 5844 có em. Chụp đại tư 48kg vừa luôn nha chế Thủy Trang ơi. 48kg mặc cái mẫu này là rộng nha. 48kg mà cao mét mấy vậy chế ơi? Rồi chế là lấy đầm này comment nha. Rồi đây lại đừng cho mấy chế xem cái đá nó đính nè. Rồi qua mã tiếp theo nha mấy chế ơi. 4601 kèm theo cân nặng chiều cao, có size từ 50kg cho tới 80kg nha. Có hai túi hai bên nha. 50kg cho tới 80kg giùm em cái mã đang mặc nha.
Rồi. Ủa cái này nãy mới quăng qua rồi phải không? Cái số 2 dùng lê, dùng lê quăng chưa? 85 kg là có luôn. Quăng chưa? Rồi, quăng qua nãy cho tôi lấy á. Cái gì? Tên gì? Dùng lê. Nè, lê có rồi thì nói rồi dùng lê tôi. Thanh Vi nè, 63 kg. Số 2. Rồi rồi phải sai đó rồi. Tại cái nó đang mặc luôn. Rồi, Giang Giang Nghi Suri là cái đang mặc luôn nè. Còn cái mặc cái đó mà nãy nó phải phải đó không? Cái đó 4601 phải không? Ừ. Đúng rồi. Thủy Trang hỏi bé Tham 48 kg vừa không? Dạ. Bé Năm 48 kg rồi, nếu mà cái chị có bụng á thì chị mặc được nha. Còn mà còn mà không có bụng á là mặc rộng nha. Nếu chế chốt thì cho em cân nặng chiều cao, có điện thoại em chốt cho chế đúng tay cho chế nha. Dạ ok chế Năm cô. Thanh Vi 310 có hàng. Đàm My vừa mới qua mã là D4601 nha chế Thơm Mai ơi, giá 460. Rồi lên D472 giùm con. Rồi lên mã này nữa là mấy chế ơi, D472 số lượng rồi, cực kiếp. Ok chị. Dạ chế Thuy Dương Lê cho em xin cân nặng chiều cao luôn nha chế Thuy Dương Lê ơi. Đây nãy giờ mình lên đầm tay lỡ rồi, bây giờ tới đầm đầm tay ngắn. Tên gì Tư? Dương Thị Dương Mai. 4601. Rồi. Qua cái mã đầm tay ngắn này nha mấy chế. Rồi, đầm này mã là D472 giùm em. Đầm này mã D472. 472 nha mấy chế là 470. Hết số 2 rồi. Này hết số 2 rồi, còn số 3 được không mấy? Hả? Số 3. Không, rộng lắm. Rồi, D472 giùm em, đồng giá 470. Dạ chế Dung Lê, em có chốt cho chế Dung Lê rồi nha, chế Dung Lê ơi. Cao 1m54, nặng 65kg. Gia Nghi Thu Ri, 348 có hàng. Tư nói lại em coi. 1m54, nặng 65kg. Rồi, qua mã tiếp theo nha mấy chế ơi. Qua mã tiếp theo D472 giùm em nha, D472. Chế Dương Thị Kim Mai ơi, nếu mà hơi rộng thì chế bóp lại giùm em tí xíu được không chế? Nếu được thì em chốt cho chế nha chế. 472 65 kg. Nhiều khi về chế mặt nó hơi rộng tí á, chế bóp vô tí xíu là được rồi. À, cái đầm thể thao hồi đầu lai hả chế Năm cô ơi. Chế Năm cô họ nói ra đầm thể thao đầu lai phải không? Rồi, đầm đang lên là mã D472 kèm theo cân nặng chiều cao. D472 kèm theo cân nặng chiều cao nha mấy chế ơi. Rồi, em có 4 size luôn, hàng nhập cao cấp nha. Bên em nãy giờ lên toàn bộ là đầm hàng nhập cao cấp không nha mấy chế ơi. Em đang mặc là size 1X, em đang mặc là size 1X. Con dạ, bé Tư nót lại á, nót lại á. Số ký đi Tư. Dạ. Xay còn em còn 3X á chế. Em sẽ nót lại cho chế nha. Rồi. Đang mặc chế nào lấy comment giùm em mã là D472. Kèm theo cân nặng chiều cao. Đây em đang mặc size 1X nè. Đó cái form của nó nè. Giá 470 nha mấy chế. Kiểu này quá trời sang luôn á. Có hai bên có túi nha. Đây. Dạ em chào chế Tư Trần Thị nha. Chụp hình. Rồi D472 kèm theo cân nặng chiều cao. D472 kèm theo cân nặng chiều cao. Chụp hình. Chuẩn bị lên đầm thiết kế nha mấy chế. Chụp hình. Rồi cái đầm này số lượng rất là ít luôn cho nên là mấy chế nhanh tay nha. Nè số 1 nè.
số 2 nè. Dạ ok chế nha Dương Thị May. Để em nốt lại cho chế nha. Ủa sao sao nở hắt vậy? Nè, Tuấn ơi, số 2. Số 3. Dương Thị Hồng Ngọc. Dương Thị Hồng Ngọc 291 có hàng. Rồi qua mẫu nha. Đây. Ủa cái này là gì? 5 cô 238 có hàng. Đây là gì vậy? Rồi. Lên xếp đầm kèm khoác nha mấy chế. Lên xếp đầm kèm khoác nha. Rồi mẫu năm lên. Võ Thủy 947 có hàng. Thanh Văn Hồ 917 có hàng. Rồi em đang mặc cái này là giá 220 nha mấy chế. Đây giá 220. Rồi em có bốn, cộng là có bốn màu. Em đang mặc là màu xanh biển nha mấy, màu đây màu xanh biển đây, đây là màu cam đất, màu trắng đây, màu nu đây mấy chế, đây màu bò, nó còn gọi là màu bò, đây màu trắng, rồi đây là màu cam đất nha mấy chế. Dầu ngọc 787 có hàng. Rồi size em chốt cho mấy chế từ size từ 65 cho tới 75 kg, đồng giá 220 nha mấy chế. Mấy chế nào chốt là AT cho em, comment cho em là AT 22 kèm theo cân nặng và chiều cao, cái màu luôn nha mấy chế. Đồng giá là bốn màu đây, màu là màu xanh biển đây, màu trắng, màu nu và màu cam đất. Đây có bốn màu, đồng giá 220. Mới thay ra là 470 giá chế. Quỳnh Nga Farm ơi. Rồi áo thun nam đang mặc giá 220 nha mấy chế. Comment giúp em AT 22 kèm theo màu cân nặng chiều cao và số điện thoại giúp em. Em chốt size từ 65 kg cho tới 75 kg tùy chiều cao. Có bốn màu. Quần mẫu nam đang mặc là màu xanh biển, màu trắng, màu bò và màu cam đất nha mấy chế. Người ta giới thiệu thử trong trước thì nó mẫu hồi nãy mới ra ra là D472 chế Quỳnh Nga Farm là 470 chế. Đây. Lên xếp đầm kèm theo khoác nha mấy chế ơi. Đây là cái form đầm siêu thần thánh đây nè mấy chế. Đây cái mẫu này mặc Tết là ok luôn nha mấy chế. Một set bao gồm hai món. Đây một cái đầm bên trong như thế này. Cái chất siêu co giãn nha. Rồi đầm này là từ 50kg cho tới 80kg. Đây em 47kg thì mặc nó vẫn ôm theo 47kg nè. Báo cho dự tư ghi. Đây. Rồi My đang mặc là hàng Nhật nha mấy người đẹp ơi. Rồi cái khoác bên ngoài của nó là thiết kế dạng vest nha mấy chế. Khoác bên ngoài là nó thiết kế dạng vest nha. D52 nha. Dạ, D521 nha, giá 520 nha. Cái này là phi size từ 50kg cho tới 80kg luôn nha. Cái này hàng Nhật cao cấp nha. Mình mặc mình cái form mình bao nhiêu là nó ôm theo bao nhiêu nha mấy người đẹp. Nó kèm một cái đầm và một cái khoác bên ngoài nha. Chỉ có 520 một set. Xuất sắc luôn. Cái này mặc đi chơi là vô địch luôn nha. Những người đẹp nào mà có bụng đó là mặc cái set này rất là đẹp nha. Chỉ có 520 một set nha mấy người đẹp ơi. Xuất sắc luôn. Đây cái mẫu đầm này á, phối cái bảng đá nè, bên trong nó tạo điểm nhấn. 520 một set nha mấy người đẹp ơi. Kèm 520 là một cái đầm và một cái áo khoác bên ngoài nha. Rất là sang luôn. Vậy chế dầu ngọt có nha. Chế dầu ngọt ơi, hồi nãy giờ nghe đọc tên là có hàng hết nha. Rồi chụp hình. Mình tắt rồi đó, mình mặc lấy áo khoác mặc đi chơi cũng rất là đẹp cho mấy người đẹp ơi. Cái này là hàng Nhật nha, vải liền. Đầm này là hàng Nhật nha mấy chế ơi. Cái chất này là siêu co giãn luôn á. Đây là cái kêu bằng gọi là những chiếc đầm thần thánh nha mấy chế. Từ 50kg cho tới 80kg nhiều cũng vô được hết nha mấy đẹp chế lắm ơi. Nha, cái này là hàng Nhật. Form nha mấy người đẹp. Lên là nó sẽ tự động ôm theo body của mỗi người nha. Đây em 47kg em mặc thì nó vẫn ôm theo 47kg. Cái chất của nó siêu co giãn nha mấy chế. Siêu co giãn luôn. Đó mấy chế mặc cái mẫu đầm này phối nhẹ một cái nịt bảng đá.
tạo điểm nhấn nha. 50kg tới 80kg đều vừa hết nha mấy người đẹp ơi. Cái đầm này nó co giãn rất là mạnh nha. Cái hàng đó là hàng xuất sắc luôn nha mấy người đẹp ơi. Mấy chế chốt hàng comment giúp em là D521 kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại giúp em nha mấy chế. D521 giá 520 một đầm. Chốt size từ 48kg cho tới 80kg luôn nha. Rồi chế nào chốt đầm set đầm đen mặt này là set 2 món nha. Set đầm 2 món nha mấy chế. Em có màu đỏ với lại màu tím nha. Rồi em sẽ lên màu tím liền luôn. Rồi set này là gồm một cái đầm bên trong và cái áo khoác bên ngoài nha mấy chế. Không có bao gồm dây nịt nha. Dây nịt là em phối thêm. Một set chỉ có 520 mấy người đẹp. Lấy cái áo khoác mặc ghi rồi ra cũng đẹp nha. Rồi. Cái này toàn bộ là hàng sách tay về nha. Hàng nhập nha mấy người đẹp ơi. Qua màu nha mấy chế. Khoác vest bên ngoài nè. Teo Ly 174 có hàng. Okay. Giang Y Suri 348 có hàng. Mặc mấy cái bộ này đi chơi Tết là vô địch nha mấy người đẹp ơi. Những người đẹp nào mà có bụng á, là mặc vô những cái form này rất là dễ nha. Nó che khuyết điểm cực kỳ hay nha. Qua màu nha mấy chế. Đây, 80 siêu co giãn. Cái này siêu co giãn luôn. Cái này là hàng sách tay đó mấy người đẹp ơi, xuất sắc luôn nha. Nói chung á là cái tạng người này cũng vô hết trơn á. Chỉ có 520 thôi mấy người đẹp ơi, xuất sắc luôn. Người đẹp nào mà có bụng là mặc mấy cái mẫu đầm này nó che cái điểm cực kỳ hay nha. Ok chứ nha. Giang Isuri có màu đỏ rồi. Đọc đi thảy hơn 53 ký. Set đầm thiết kế cao cấp. Hai món. Với xe dây nịch lên là chỉ có 520 thôi mấy chế. Phương Linh Ngôn 894 có hàng. Đầm mi mặt là D521 tất nhiên là 520 nha mấy chế. Em chốt mấy chế tới 80kg luôn á. Mấy chế comment giúp em là D521 đây, khi mà cầm màu lên thì thấy nó rất là nhỏ. Đó nhưng nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha mấy chế. Đây. Nó có cái khả năng co giãn cực kỳ thần thánh luôn. Rồi em qua màu tím nha mấy chế. Rồi, cái tông này là cái tông màu tím môn. D521 có 2 màu. Mấy chế chốt hàng comment giúp em D521 kèm theo màu đỏ hoặc tím. Cân nặng chiều cao và số điện thoại giúp em nha mấy chế. Em chốt size từ 48kg cho tới 80kg nha. Đây. Ôi, mặc vô là nó ôm rồi nè. Mặc vô là nó tự động nó ôm theo cái form của mình. Hàng nhập sách tay nha, bao mấy người đẹp luôn, không có đụng hàng nữa mấy người đẹp ơi, xuất sắc luôn. Lê Nhung 562 có hàng. Đây. Để nạp vô mấy. Mặc vô là nó đã ôm theo cái form rồi mấy chế. Chỉ có 520 được một cặp. Phối nịch để tạo điểm nhấn. Mấy chế phối thêm một cái sợi dây nịch bản đá á. Ở nhà mình có sẵn nha, thôi á nha. Mặt mình phối vô tạo điểm nhấn nha mấy chế. Xuất sắc luôn. Kỳ duyên nè. Đây. Chị đỏ. Kỳ duyên là gì? Chụp hình. Kỳ duyên đỏ nè. Rồi thấy đây. 520 được một cặp đầm hàng sắc tay luôn mấy người đẹp. Kỳ duyên số điện thoại 6938 có hàng nha. Xuất sắc luôn. 50-80kg vừa hết nha. Cái này là tùy theo ý thích của mình nha. Cái này là đầm thần thánh thôi mấy người đẹp ơi. 521 đỏ. 50kg thì nó ôm theo 50kg mà 80kg là nó ôm theo 80kg nha. Siêu co giãn thần thánh luôn. Đây, bên ngoài là kèm theo cái khoác vest nè mấy chế. Đỏ luôn, đỏ luôn, tính ơi, đỏ luôn. Để mình mặc ở che khuyết điểm. Cái nào mà có mình khoác tay to được đó là bao che khuyết điểm luôn. Có bụng là che khuyết điểm cực kỳ hay luôn. Chụp hình. Có 520 được một set đầm cao cấp. Quá tuyệt vời mấy người đẹp ơi. Rồi đây nha, em chị gài nút lại thì nó không có thấy cái bản đá rồi mấy chế nhìn nha. Mấy đầm, người đẹp phối thêm một cái đầm kèm nữa theo là cái khoác vest. Một set đầm kèm theo khoác vest nha mấy chế ơi. Chỉ có 520 một set nha. Xuất sắc luôn. Một đầm nha. Đây, một cái áo đầm bên trong ngoài nè. Hai cái đỏ luôn tới ơi. Chỉ có 520 mấy người đẹp ơi, 520 một cái đầm, một cái cặp đầm xuất sắc luôn nha. Vậy hả? Rồi. Đây màu giữa tím nha, chế nó lấy comment nha. Rồi qua mẫu luôn. Rồi qua mẫu luôn. Rồi người đẹp nào chốt thì comment tím hay đỏ nha. Giữ lên hết đi. Mai trả.
Chế Nguyễn Vương có điện thoại 3499 cửa hàng. Có hai màu nha chế Thuy Kiều ơi. Có hai màu duy nhất nha, màu tím cũng tuyệt vời luôn mấy người đẹp ơi. Chế Nguyễn Thị có điện thoại 5054 cửa hàng. Tím 52kg, tím được không? Này 47kg mặc vô nó ôm này 47kg. 36 có hàng. Cái này là người ta kêu bằng đầm thần thánh á, bao nhiêu ký cũng vô á, bao nhiêu ký cũng vô. Siêu coi dễ luôn. Đó, cái này kéo ra là nó coi dễ kinh khủng luôn. Xuất sắc với một cái đầm luôn nha. Rồi. Mà giá cực kỳ rẻ luôn, bán chỉ có 520 thôi. Qua mẫu tiếp theo qua mẫu tiếp theo bông hoa cúc màu hồng nha mấy người đẹp ơi, cũng xuất sắc luôn nha. Đầm hoa cúc nha. Rồi bán giá cực kỳ bèo luôn, chỉ có 430 thôi mấy người đẹp ơi. Chốt cho 50 cho tới 80 kg luôn. Hoa cúc nha. Xuân tới rồi, chờ chốt hoa cúc màu hồng mấy người đẹp ơi, hoa cúc nha. Mẫu nam đứng sát bên chị nói luôn. Đứng sát đây nè. Sao bên đây nè. Áo nam mặc giá nhiêu? 21. Áo nam mặc là AT21 nha. AT21. Có size 50 cho tới 85 kg. Có đó là 75 kg. 50 tới 75 kg nha. Có 4 màu tất cả nha, màu vàng, màu xám. Màu vàng, màu trắng, xanh lam và màu đen. Đen, vàng, trắng, xanh lam. Chốt hàng từ Minh AT211 giá 201. Nhận được hàng không đẹp 1 đền 10. Xuất sắc với một cái áo nam này nha. Khách mặc áo nam về là khen, cực kỳ khen luôn nha mấy người đẹp ơi. Mua thêm 4-5 cái không á mấy người đẹp ơi. Cho nên là mấy người đẹp tin tưởng thì mua thử một cái mặc thử đi. Nếu mà đẹp thì mua thêm cho ông xã với lại con đồ mặc mùa Tết nha. Đó, mẫu đam xuất sắc luôn, đẹp tuyệt vời luôn, có 4 màu. Chốt hàng AT211. Em màu số ký theo nha mấy người đẹp ơi. Ok, chế Phương Nguyễn có một áo thun nam màu vàng 62kg. Rồi mi mặc là hoa cúc màu hồng. Hoa cúc màu hồng giá 430. Chốt hàng 50 cho tới 80kg. Toàn bộ là hàng xách tay nha. Toàn bộ là hàng xách tay nha mấy người đẹp ơi. Đầm xốp xách tay nha. 50 tới 80kg đều vừa hết. Bao nhiêu mấy người đẹp mặc nha. Chụp hình tuyệt. Thuy Kiều 5873 có hàng. Ngọc Hà 218 có hàng. Chỉ có 430 với một cái đầm cao cấp. Xuất sắc luôn mấy người đẹp ơi. 50 thì nó ôm theo 50, 40 thì ôm theo 40, mà 80 thì nó lại ôm theo 80 nha. Chỉ có 430 một cái đầm hoa cúc mùa xuân về mấy người đẹp ơi. Chốt hàng là bên hoa cúc nha mấy người đẹp ơi. 430 xuất sắc với một cái đầm nha mấy người đẹp ơi. Chỉ có 430. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm em ơi. Dạ cảm ơn cái Ngô Tuyến nha. Cảm ơn mấy người đẹp tin chị tưởng cho ủng hộ cho shop nha. Mấy người đẹp chia sẻ bài viết cho mình nha. Mình sẽ tặng quà cho mấy người đẹp nha. Chế Mi Mi ơi, màu đỏ hết rồi. Chế chọn qua màu tím hoặc bông cúc giống như Mi mặc đi chế. Hoa cúc cho mấy người đẹp ơi, hoa cúc quá đẹp luôn mấy người đẹp ơi. Chỉ có 430 thôi, xuất sắc. Có 430 cho một cái đầm đang mặc nha mấy chế ơi. 47kg là nó ôm theo 47kg rồi 80kg là nó mặc lê vô nó sơ 80kg. Chế Dương Ngọc đây nha, gọi 9666 có hàng nè. 50 tới 80kg dễ thương quá à mấy chế ơi. Rồi qua tiếp tục nha mấy chế. 211 nằm chỗ nào? 211. Bữa nay về toàn những mẫu đồ xuất sắc cho mấy người đẹp luôn nha. Xuất sắc luôn nha. Rồi qua một cái tím luôn. Rồi thẻ cái tím. Rồi Ngọc Phương có thêm một cái tím nha. Mấy cái mẫu này là bao với mấy người đẹp nha. Từ 40 là nó ôm theo 40 mà 80 là nó ôm theo 80. Chỉ còn khối sợi dây nịt là nó sẽ xuất sắc một cái đầm nha. Toàn bộ là hàng nhập xách tay về. Cái nha Thái có loại 9979 có hàng. Hoa cúc 63kg. Rồi hoa cúc con. Hoa cúc. Dạ chế Băng Pham có đầm đỏ nha. 430 một đầm. 430 một cái đầm xuất sắc mấy người đẹp ơi. Mặc mùa xuân về mình mặc hoa cúc nha mấy người đẹp ơi. Rồi 430 một đầm nha mấy chế. Có đầm hồng 60kg rồi nha chế ơi. Tím. Trời ơi lên cái này còn đẹp tàn. Rồi lên cái mẫu này xuất sắc luôn mấy người đẹp ơi. Lên tiếp tục. Lên cái mẫu này còn đẹp tàn khác. Nhập không, bữa nay là về toàn bộ là hàng xách tay về xuất sắc luôn mấy người đẹp ơi. Bán giá cực kỳ rẻ nha, bao cho mấy người đẹp là rất là rẻ nha. Rồi mi đăng lên là D42 nha. D42 xuất sắc cho một cái đầm chế chốt cho 40 cho tới 80 kg vừa hết luôn. Mét 5 vừa luôn nha chế Trân Lê ơi.
Rồi, D42 màu xanh dương là D42, nhanh tay mấy người đẹp ơi, số lượng rất là ít nha. D42 rất là ít nha mấy người đẹp ơi, giữ hết mấy cái phiếu nam đi. Rồi, đây. Cái đầm này rồi, là mấy chế nó đẹp tàn sát luôn. Đây bên trong này mấy chế thấy không? Có hai đầm có cái độ ống ánh không? Đẹp không mấy chế? Đây cái lớp bên trong của nó nè. Trời ơi, đẹp tàn sát luôn. Đây nha. Cái đầm mấy người đẹp. Dạ, chế Nguyễn Bích Liễu đó. Ơi nha. 520 một đầm nha, chế Bích Liễu. Dạ cho kiểm tra hàng luôn nha chế Bảo Xuân ơi. Mai Phùng 836 có hàng. Rồi, mình rồi đừng bỏ lỡ qua nha. Cái mẫu đầm này là D42 xuất sắc với một số lượng cực kỳ có hạn luôn. Trời ơi, sang quá. Sang quá trời luôn. Dương Ngọc Phương D42 liền qua mã D42. D42 liền giùm em nha mấy chế. D42 giá chỉ có 420 nha, càng ngày càng rẻ mấy người đẹp. Rồi, ơi D42 bao mấy người đẹp luôn, không đụng hàng nha. Bán giá bao với mấy người đẹp là rẻ hơn người ta từ 70 tới 80 một cái. Số lượng có hạn nha mấy chế ơi. Xuất sắc nha, nhanh tay mấy người đẹp ơi, rất là ít nha. Cái này là hàng nhập về nha. Rồi, trời ơi đẹp quá. Chỉ có 420 quá đẹp với một cái đầm. Dương Ngọc Phương 894 có hàng. Lấy đi Dương Ngọc Phương 7027 có hàng. Xuất sắc luôn. Đây mấy chế nhớ phối nịt bảng đá lên tạo điểm nhấn cho cái đầm thêm sang nha mấy chế ơi. Rồi càng ngày nó càng đẹp mấy người đẹp ơi, càng ngày nó càng tăng lên nó càng đẹp. Muốn xỉu luôn á mấy người đẹp ơi. Rồi bắt đầu lên chuẩn bị tiếp tục với cái mẫu đầm nữa nha mấy người đẹp ơi. 5 cô 238 có hàng. Cho con hai cái nữa. Đó, hai cái nữa con. Để qua. Rồi gần hết rồi nha mấy chế. Rồi gần qua, hết số lượng nha. Hết, gần hết rồi, nhanh tay mấy người đẹp ơi. Qua Tết tiếp mình phải đẹp lên mấy người đẹp ơi. Đúng rồi. Phải đẹp cuộc đời mới nở qua mấy người đẹp ơi, nhanh tay quẹo lựa mấy người đẹp ơi. Rồi chuẩn bị lên tiếp tục mẫu D45 nha. D42 chỉ còn hai cái là hết nha mấy người đẹp ơi. 9979 có hàng. Rồi thôi. Trang ngoại 798. Đây qua cái này coi như là tiếp tục lên siêu phẩm nha mấy người đẹp ơi, tiếp tục lên siêu phẩm cho mấy người đẹp. D42 một cái hoa cúc. Một cái hoa cúc. Sao được con? Cái 42. Anh Kim 779 có hàng. Nhanh tay mấy người đẹp ơi, nhanh tay. 836 có mình hàng. Phải cực kỳ nhanh tay. Mua rẻ D42, hai cái okay, D42. Mua rẻ hơn người ta từ 70.000, tại sao mình không mua? Rẻ quá trời luôn. Chế Nguyễn Phương có điện thoại 3499 có hàng. Mình mua mình cái ăn nữa, đẹp cái hết. Nữa. Hết sạch rồi. Rồi, chuẩn bị một tới. Rồi đây D42 cho cái bịch đi. Rồi đây cái này khi mà cầm lên chứ mấy chế thấy nó có chút xíu không? Đó, nhưng mà nó có giỏi thôi. Nha. Nó đó. Siêu co giãn thần thánh luôn. Rồi em lên cái mã beo này nè cho mấy chế chốt nè. 5 một cái trên 5. Điện thoại đâu rồi? Ủa D42 còn mà hả? Nốt rồi con, nốt lại đi. D42 thiếu cái nào thì giữ cái giấy này đi mà mang. Lê Thị Mộng Thu 6416 có một cái đầm luôn nha. Nốt lại bên đây. Rồi. Rồi chế Trần Sương ơi, em nói hàng lại D42 của chế, ngày mai em trả hàng cho chế nha. Rồi, nhanh tay, nhanh tay, số lượng có hạn nha, đầm beo này số lượng rất là ít nha mấy người đẹp ơi, chỉ có 5 cái thôi. Đầm beo chỉ còn có 5 cái, nhanh tay, nhanh tay. Nhanh tay cờ bên beo mấy người đẹp ơi, chỉ có 450 thôi. Này 47kg tới 90kg được luôn. 40 tới 70.000 một cái nha, bao luôn mấy người đẹp còn Facebook nha. Chỉ có 450. Mấy người đẹp cờ bên beo 5 cái. D45 nha mấy chế ơi. D45. 47. Nhanh tay mấy người đẹp ơi, beo chỉ có 5 cái thôi. Chế Nguyễn Hảo ơi, D42 hết rồi, chế chậu qua một cái còn beo chỉ có 5 cái, nhanh tay mấy người đẹp ơi, nhanh tay giúp mình nha. 5 cái thôi. Một cái beo. Rồi thảy qua. Bảo đảm là sốt với cái mẫu này nha. Chỉ có 5 cái thôi mấy người đẹp ơi, hết hàng rồi. Phụng Lê 699 có hàng. Chụp hình tươi. Mấy chế nhớ ở nhà mình có cái dây nịt bảng đá đó mình phối vô. Những cái mẫu đầm này nè mấy chế phối bất kỳ sợi dây nịt bảng đá nào lên cũng sang hết nha mấy chế. Rồi qua mẫu tiếp tục nha. Rồi mẫu này em ơi số lượng cực kỳ nha, chỉ có 5 cái nha. Beo thì thấy con tập. Đầm beo đen mặt giá 450 mã D45. Qua mẫu 238 có beo. D45 giùm em nha, cái này là từ 47kg tới 90kg vừa hết nha mấy chế ơi. Đầm phối xanh đỏ còn không? Đầm phối xanh đỏ con còn cái chế Yến Phúc ơi. Rồi beo. Rồi hai beo. Cái beo, hai cái beo. Rồi hai cái. Rồi còn cái cuối cùng. Người đẹp nào nhanh tay còn.
Tư Lê 936 có hàng. Hai cái nè. Là hai giấy là đủ rồi đó. Rồi đi đây, đi đây. Rồi đưa. Đưa. Rồi chế Lê Nhung số điện thoại 1562 có hàng. Rồi Bảo Nam nhảy lên ngay chỗ mi cây chị cái cây. Rồi áo nam là AT211 có tất cả 4 màu, chốt rồi, cho 50 cho tới 75 kg. Chốt cho 50 tới 75 kg, thun cực kỳ đẹp nha. Thun mà không đẹp là không lấy tiền. Một đời 10 cho mấy người đẹp nha. AT211 giá chỉ có 201 thôi mấy người đẹp ơi. Nhận được một cái áo là đẹp hết hồn luôn nha, đẹp xỉu luôn á. Chỉ có 201 một cái thôi. Đây là mã AT211 vàng, trắng, xanh lam và đen. Trời Minh AT211 kèm số ký, cái màu và số điện thoại sẽ có hàng. Cảm ơn mấy người đẹp rất là nhiều nha. Đây quần là 350 cho mấy chế. Em có 3-4 màu, màu đen, màu xanh đen và màu xanh lợt và màu đen xước nha mấy chế. Rồi quần là mấy người đẹp chốt Q35 nha. Đây màu xanh đậm đây. Giá cực kỳ rẻ luôn nha, đây, mà nhận được đậm. Hàng là rất là đẹp nha. Có 4 màu nha. Đây xanh màu lợt đây. Màu xanh thiên, xanh xước đây. Đen và xanh đen nha mấy người đẹp ơi. Chốt hàng cầm anh thưa cú đây. Quần đen nam xước giá đây. Chỉ có 350 một quần thôi nha mấy chế. Đây ơi, quần mặc là màu đen nha mấy chế. Rồi 4 màu 80 kg luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn. Bao hết phần hết nha. Từ cái form cho tới cái chất lượng nha. Rồi người đẹp nào chốt thì 211 nha giúp em. Giá 201 một áo nam thôi. Nguyễn Thụy 054 có hàng. Chế Phương Nguyên ơi 45. Em lên cái form đầm len. Đầm len hàng nhập cao cấp đây nè mấy chế ơi. Đây 45 mà cái hàng nào vậy mấy? Đây 45 cái beo nãy hết rồi. Beo hết beo rồi chế Phương Nguyên ơi. Chế Tư Lê xả beo. Tư Lê xả beo lấy beo chốt cho người khác. Rồi My đang lên là D462 nha. Có cái nơ bột ngay cổ á. Cái đó tặng kèm với nịt. Nhà mở lên rồi. Bỏ vô cho người khác. Rồi cái chiếc đầm này được tặng kèm với nịt 62 nha. 939 có hàng. My đang lên là D462 chỉ có 460 một cái đầm xuất sắc, toàn bộ là hàng nhập cao cấp nha. Ở trên là len nha, len phối shop ở dưới nha mấy người đẹp ơi, xuất sắc luôn. Nè, fastener ngay cổ nè. Xuất rồi. Sắc chỉ một cái đầm được 3 món nha mấy người đẹp ơi. Rồi đầm này là mấy chế nào ở nước ngoài nè, đó, rồi hoặc là mình hay đi du lịch nè. Đi Đà Lạt rồi nè đó, những cái vùng đầm mà thời tiết mát mẻ đó mấy chế. Là mặc cái đầm này là trời ơi, hợp tình hợp lý luôn nha. Mua để dành để đi du lịch mặc nè mấy chế thôi. Mặc đẹp lắm chế Hương Nguyên. Rồi chế Phương Lam có một cái đầm hoa cúc nha. Ủa cái này không có cái gì luồn vô hả nè. Đẹp xuất sắc luôn, thắt là bạc đó con. Thắt chéo lượng cái vậy thôi. Một cái đầm xuất sắc, đầm hàng nhập nha mấy người đẹp ơi. Mặc những cái đầm này đi chơi Tết rất là sang nha. Người ta tưởng Việt Kiều về nước không á mấy người đẹp ơi. Giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có 460 một đầm. Chốt cho 50kg cho tới 75kg luôn nha. Cái chất nó co giãn 4 chiều rất là mạnh nha mấy người đẹp ơi. D462, mấy người đẹp comment D462 giá chỉ có 460. Chốt cho 50 cho tới 75kg vừa. Quên nè. Này thắt sao quên nè. Chốt hàng, cái này là nó cho kèm theo nè mấy chế. Thôi làm cái này làm cái băng đô được luôn nè mấy chế ơi. D462 3 món nha mấy người đẹp ơi. Gồm một cái nơ, một sợi dây nịt nha. Tặng kèm một sợi dây nịt và một cái đầm nha. Chỉ có 460 nhanh tay quẹo lụa mấy người đẹp ơi. Ok chế Thuận Ly. Cái áo đó là chất len nha. Hai áo nam nha. Cái áo đó là chất len nha mấy người đẹp ơi. Ta buộc nơ cổ bà ơi. Buộc sao có đâu biết buộc đâu. Buộc nơ vậy thắt vậy thôi. Một giống như cái cà vạt thắt chéo lại cái thôi. Buộc qua cái thôi con, để lại vậy buộc vô. Giống như khăn quàng vậy đó. Siết vô cái rồi thôi. Chỉ có 460 thôi hàng đó. Nhập nha. Mặc bên. Cái này ta thử để chế không sợ đi kết thúc lại bên em đâm mình lại chế vào chọn giúp em nha chị Phúc ơi. Rồi cái này cột đại mấy chế muốn cột cái gì chế cột chốt cho 50 tới 75 kg vừa. Đó cái này là nhớ mua một set đầm là nó cho kèm theo một sợi dây nịt với lại một cái sợi. Đây cái này là cái chất lụa nha mấy chế ơi. Cái này là cái chất lụa 3D nè. D462 chốt cho 50 tới 75 kg vừa đây, hết. Phần bên dưới này là ship ly nha. Cái chất lụa 3D, còn phần bên trên này là cái chất len nha mấy chế ơi. Đây cái form này mặc lên là nó sẽ ôm vừa dặn cái tạng người của mình. Đây, rất là gọn luôn nha mấy chế. Cực kỳ sang nha. Nền của nó là màu xanh đen nha. Chụp
qua mã. Rồi đầm đen mặt là mã 460 nha mấy chế ơi. Comment giùm em mã D462. Rồi chuẩn bị lên hàng sale. Một số đầm này bán giá cực kỳ rẻ cho mấy người đẹp luôn nha, bán giá tại xưởng luôn. Chụp hình. Rồi mấy người đẹp tranh thủ chia sẻ bài viết khi mình sẽ lên hàng sale cho mấy người đẹp nha. Lên hàng sale cho mấy người đẹp nha. Đầm len hả? Đúng rồi, rồi đầm len một nè. Mina Trần là 46 á, đầm 46 còn kia. Trời ơi, 460 một cái đầm thế. Không có ở đâu mà bán giá này. Chụp sau lưng tôi. Xuất sắc với một cái đầm. Chế Hành Nguyên ơi, chế cho em số điện thoại chứ. Mấy người đẹp đi, đi mua bên ngoài là phải từ 550 một cái, không bao giờ có giá này. Một cái đầm mã D462 đồng giá 460 một set 3 món nha mấy chế. Một cái đầm được tặng cái sợi dây nịt và cái sợi để cột cổ nè mấy chế. Cái cột gì cột vậy? Em đang like không có coi tin nhắn được đâu, chế vô trực tiếp luôn giùm em. Cái 460 không có ở đâu bán nó thật sự luôn á, mấy người đẹp mua bên ngoài là từ 550 không bao giờ có giá này. Trần Yến 555 có. Rồi mi qua set. Set cao cấp tiếp một lần nữa rồi lên hàng sale tặng. Lên hàng tặng nha. Gì? Qua cốt còn. Lên hàng tặng cho mấy người đẹp nha, chuẩn bị lên hàng tặng nha mấy người đẹp ơi. Chia sẻ bài viết nha mấy người đẹp ơi. Chia sẻ cái nơ nè. Lên hàng tặng tiếp tục nha. Lê Thị Mộng Thu 416 có đầm hồng, có đầm hoa cúc hồng nha. Chế Khổng Tượng, Khổng Phượng ơi. Tại tụi em đang like chị đặt trong tin nhắn tụi em không có xem được. Thôi cái phơn của nó xè đẹp quá. Đây quá trời nha. Cái mẫu đầm này phải nói là sang. Đây mấy chế. Sang. Còn không ngang nhập một cái set của nó là mấy chế. Đây đựng trong cái túi dây kéo nè, rất là sang trọng luôn nha. Hàng nhập nha mấy người đẹp hàng ơi. Hàng nhập cao cấp nè mấy chế. Xác đơn chỉ có 460, không có. Đây gồm một cái đầm, rồi một cái sợi dây cột nơ nè, rồi và một cái sợi dây nịt. Đó. Mua một mà được tặng hai nha mấy chế, là tổng cộng 3 món nha, chỉ có 460, mã là D462. D462. Rồi em qua mã nha. Trên này có cái. Rồi qua mẫu nha mấy người đẹp ơi, qua mẫu nha mấy người đẹp ơi. Rồi đầm này chỉ còn có vài set thôi à mấy chế, nhanh tay comment nha. Rồi chế Thanh Dung cái điện thoại 0379 có hai cái áo nam nha. Rồi mi bắt đầu lên cái set nha, set quấy cao cấp rồi. Cho mấy người đẹp ơi. Áo em mặc lại giá 280 nha mấy chế. Dạ cảm ơn cái phương là đã chia sẻ. 282. Rồi mẫu nam là AT282 nha mấy người đẹp ơi. Cái này là có phơm lớn nha. Có size 60-90kg nha mấy người đẹp ơi. Size 60-90kg. Có 5 màu nha mấy chế. Giá chỉ có 280. Mấy người đẹp cảm ơn Phúc Pháp AT28 có 5 màu. Cam, xanh đen, vàng. Treo vô. Cam, xanh đen, vàng, trắng, trắng xám và đỏ nha mấy người đẹp ơi. Cam, xanh đen, vàng, trắng xám và đỏ nha. Mấy người đẹp comment theo màu. Và AT28 chỉ có 282. AT282 nha mấy chế. Chỉ có 280 nha mấy người đẹp ơi. Chốt hàng comment theo cú pháp nha. Đồng giá đẹp là ơi. 280. Kèm số ký và số điện thoại và cái màu. Rồi mẫu qua tiếp tục cho mấy người đẹp ơi. Chốt quần là 350 nha mấy chế. Cũng có 4 màu, 4 màu nha mấy chế. Đen, đen đen xước, xanh đậm và màu xanh nha mấy chế. Đây, còn áo là 5 màu nha. 5 màu giá 280. Comment giúp em AT282 kèm theo màu giúp em. Rồi, em có size từ 60kg cho tới 90kg tùy chiều cao. Chiều cao nha mấy chế. 280 một áo, mã là AT282 nha. AT282 kèm theo màu. Màu đỏ, màu trắng, màu vàng và màu xanh. Xanh đen kèm theo và màu cam. AT282 kèm theo màu, con nặng chiều cao, số điện thoại giúp rồi. Em nha mấy chế ơi. Chốt hàng là comment theo cú pháp AT282 nha. Rồi chế Cộng Phượng ơi, sau khi kết thúc live này em sẽ vô em xem lại nha chế Cộng Phượng. A282 giá 280 kèm cái màu, số ký và số điện thoại, sẽ có áo nam nha. Ok chế Nhi Bùi có áo nam 282 màu cam 70kg. Có đủ size 60 cho tới 90kg luôn nha mấy người đẹp ơi, chất khung cực kỳ đẹp nha. Dạ chế Kim Huệ D462 78kg bao vừa luôn nha chế Kim Huệ ơi. Hết luôn. Rồi mi đang lên là D422 nha. Cái này là F422 nha mấy người đẹp ơi. Rồi một set nha. Giá trị cự có. Ủa? Có là gì vậy? Trần Yến cho chị. Rồi mi đang lên là S nha mấy người đẹp ơi. Set nha. Đây. Ok chế Nguyễn Ngoan. Nguyên một cái set là 2 màu xanh đen 75. Chất vải len nha mấy chế ơi. Chế Hồng Vân có 3 cái áo nam luôn nha. Set beo len nha mấy chế. Set beo len nha, 420 một set nha. Có thể mình tách ra rồi mình mặc được 2 món nha mấy người đẹp ơi.
Cái này chốt cho 50-75kg vừa luôn nha. 50-75kg vừa luôn. Co giãn 4 chiều mình tách ra làm 2 món. Váy mình mặc riêng với áo và áo khoác mình mặc riêng ra được nha. Chỉ có 420. S42 nha. Gồm một cái váy và một cái áo bên ngoài nha. Rồi ok chế Lily số điện thoại 4459 có một cái áo nam màu cam nha. Chế rồi, Hồng Vân có hàng, chế Nguyễn Oanh có hàng nha. Chế rồi mấy người đẹp hàng. Chốt set bell comment S nha. F42 giá chỉ có 420, chốt cho 50-75kg. Chỉ có 420 một set thôi mấy người đẹp ơi. Gồm một cái chân váy. Một cái chân váy và một cái áo nha mấy người đẹp ơi, 420 một set nha. F42 nha, 420 nha mấy chị. Chốt cho 50-75kg vừa hết nha. Chỉ có 420 một set thôi. Chụp hình lại chưa? Mấy chế comment S42 kèm theo cân nặng chiều cao số điện thoại giúp em nha. Giá 420 một set, mi đang mặc nha. Xuất sắc luôn, chất len to cắt đẹp lắm luôn nha mấy người đẹp ơi. Dạ chế Trần Hảo ơi, bỏ thiết kế mi ra lên từ từ nha chế ơi. Rồi, chế là lấy comment nha. Cái này là nó là một cái set váy mấy người đẹp ơi, set váy nha. Nó gồm một cái váy và một cái áo khoác bên ngoài nha. Chốt sai nha. 50-75kg vừa hết nha, coi giãn 4 chiều nha, chất hàng nhập nha mấy người đẹp ơi. Mình quá tách rời luôn. Ra mình mặc được 2 món nha, tách rời ra mặc được 2 món, xuất sắc luôn. Chế Kiều ơi, cho em xin cân nặng chiều cao nha chế ơi. 50-75kg vừa hết nha, 50-75kg vừa hết, chỉ có 420. Hàng nhập cao cấp nha mấy người đẹp. Chốt hàng từ bên S42. 60kg. Rồi đây 60kg. Chế Úc B, số điện thoại 3491. Đó là một cái áo nam nha. Màu cam A282. Mình phối với lại cái áo thun dây á, mặc cái set này phối ra cái áo thun dây giống như em đang mặc nha. Cái bộ này mình tách rời ra mình mặc được 2 món nha. Áo khoác thì mình mặc được áo khoác, còn chân váy mình mặc với bất cứ áo nào cũng được nha. Rồi qua mẫu nha mấy người đẹp ơi, chuẩn bị lên hàng sale nha. Rồi lên mẫu đầm 290, sale còn 220. Số lượng có hạn nha. Đây số lượng có hạn nha, 290 sale còn 220. Siêu co giãn nha mấy chị. Số lượng có hạn nha mấy người đẹp ơi. Bắt đầu lên mẫu đầm. Chất thun len siêu co giãn luôn. Cho em xin số điện thoại chế Nana ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chế ơi. 290 sale còn 220. Nhanh tay nha mấy người đẹp ơi. Chế Nana lấy 42 cho em xin số điện thoại. Mấy người đẹp ơi, chốt hàng nhớ kèm theo số ký và số điện thoại mấy người đẹp ơi. Chốt hàng nhớ kèm theo số ký và số điện thoại giúp mình nha. Cảm ơn mấy người đẹp rất là nhiều. Không biết nãy đó, mẹ nào đọc đó. Để sẵn. Rồi Vi đang lên. Vi đang lên là đầm sale nha. Chuẩn bị lấy trang sale. Nguyên số điện thoại 2029 có S42 nha. Cái này là D29 sale còn 220, số lượng có hạn nha. Còn số lượng có hạn nha mấy người đẹp ơi, sale còn 220, xuất sắc chỉ một cái đầm nha. Sale còn 220 nha, nhanh tay nha mấy người đẹp ơi. Rồi, 75kg. Chốt 65kg đổ lại nha, chốt 65kg đổ lại nha mấy người đẹp ơi. Lê Nhung 562 có hàng. Chế Nana lấy S42 cho em xin số điện thoại chế Nana đi. Rồi, cái đầm này là 290 sale cho mấy người đẹp cực sốc luôn, chia sẻ bài viết nha, chỉ còn 220. Nhanh tay mấy người đẹp ơi, có tất cả 5 màu, chốt cho 50-65kg vừa hết. 42 50-65kg vừa hết nha mấy người đẹp ơi. Chế Thi Kiều ơi, chốt cho em xin thêm cân nặng chiều cao đi chế Thi Kiều ơi. Rồi chế Nana số điện thoại 7999 có hàng. Rồi đầm len mặt, hàng sale có nhiều màu nha mấy chế. Em đang mặc là nhũ đỏ nè, rồi có nhũ bạc, nhũ vàng, nhũ cam, nhũ hồng. 290 sale còn có 220, chốt cho 50-65kg nha mấy người đẹp. 50-65kg nha, xuất sắc luôn. Okay. Rồi đây nha mấy chế. 290 sale còn có 220, chốt cho 50-65kg. Nhũ bạc nha. Chốt hàng cờ minh D22 kèm màu. Số ký và số điện thoại sẽ có hàng nha. D22 kèm theo cái màu, số ký và số điện thoại sẽ có hàng. Rồi. Sale giá cực kỳ sốc, chỉ còn 220. Okay. Nhũ cam. Này là nhũ cam ánh đồng nha mấy chế. D22 có 5 màu nha. Mấy chế comment giúp em D22 kèm theo màu, cân nặng chiều cao, số điện thoại giúp em chốt sao. Đây nhũ vàng rồi. Cho tới 65kg nha mấy chế ơi.
nhũ đồng vàng sale 290, sale còn 220 nha mấy chế. D 561 còn chụp màu hình. Đỏ còn không chị? Còn. Dạ đó, ok, còn chế Linh My ơi, nếu chưa lấy ok giùm em nha chế Linh My. Linh My sắc cũ á. Linh My là chế cũ nhưng mà mét 55 67 kg đầm này vừa không được không? Vừa luôn. Co giãn 4 chiều. Dạ vừa luôn nha chế Nguyên Thi Hương ơi. Linh My chốt không tâm. Hỏi thôi, để em hỏi coi chế ok không. Rồi nha chế Linh My, nếu lấy thì ok giùm em nha. Đó, còn thấy là 4601 okay. Rồi mấy người đẹp chốt hàng comment nha. Sale giá cực kỳ sốc, chỉ còn có 220 mình được một cái đầm đi chơi Tết rồi mấy người đẹp ơi. Có tất cả 5 màu cho mấy người đẹp lựa chọn nha. Số lượng có hạn nha. 290 okay, sale còn 220. Chế Linh My lấy số 3. Chế Linh My lấy Linh My khách cũ 138. Đây đây. Cái tên eo nó có nguyên một cái tên đá nè mấy chế. D22 kèm màu số ký và số điện thoại. Mấy người đẹp quay qua màu liên tục. Rồi Mai Thanh Tuyền lấy màu đỏ 4956 qua màu liên tục đi, đây mẹ tự chốt. Chị đọc là em qua qua nha. Theo đầm còn có 220 mấy người đẹp bơi xuất sắc với một cái đầm. Đằng sau lưng có dây kéo. Cái này là toàn bộ là hàng cao cấp nha mấy người đẹp ơi. Hàng cao cấp nha, hàng thiết kế đàng hoàng nha. Về số lượng mua là lấy rẻ thì bán rẻ cho mấy người đẹp nha. S42 còn không mày hả? S42 còn 60kg. Đây. Rồi chế Thuy Kiều 873 có hàng. Cái này là địa chỉ nè, nãy có đưa địa chỉ này chưa? Nhanh tay mấy người đẹp ơi, D29 nha. D29. Sale chỉ còn có 220 mấy người đẹp ơi. Cái này là hàng thiết kế cao cấp nha mấy người đẹp, hàng thiết kế nha. Hàng thiết kế nha. Có 5 màu cho mấy người đẹp lựa chọn nha. Lấy được hàng rẻ thì bán rẻ cho mấy người đẹp nha, cho mấy người đẹp đẹp lên nha. Được đi mặc Tết mà có 220 là nó quá rẻ đó mấy người đẹp. Rồi đây em đang mặc nè, nhũ bạc nè. 290 xe còn 220. Mình đi chơi Tết mà có 220 nó quá rẻ luôn mấy người đẹp ơi. Mình đi mai không là cái tiền công nó 200 ngàn rồi. Đi mai không là tiền công 200 ngàn rồi. Đọc đi mẹ thảy qua. Còn không thảy qua đây. Thảy hết qua đây. Chụp hình tươi. Hai cọc thảy qua đây mẹ. Rồi nhũ bạc nha mấy chế. Có phiếu của Mai Thanh Tiền. Nhanh tay mấy người đẹp ơi, nhanh tay mấy người đẹp ơi. Trời ơi. Trời ơi. Coi chừng có bị trùng không? Rồi, đây mặt là nhũ bạc nha mấy chế. Uyên Khoan chốt cái gì vậy ta? Uyên Khoan chốt cái gì, không có ghi cái gì hết, Uyên Khoan nè. Xuân Nguyên Kim đỏ luôn quá. Nè, nếu ra ngoài coi đi, nếu có cái thì nào, chị My đang mặc bạn ta chốt. Kéo xuống còn. Nè, coi nào trùng giấy thì Uyên Khoan nè, Uyên Khoan hỏi Uyên Khoan lại nè, hỏi Uyên Khoan lại cái mẫu nó cái này là cái gì nè con? À, cô Thu Nguyên Kim thường mặc set bộ hàng ngày là size 3X hay gì á? Bia. Dấu. Màu đỏ này của ai? Để cầm nó mãi cho chị chốt luôn. Có 5 màu nha chế Nguyễn Nhan ơi. Chế mẹ ơi, ông ngoại có Mai Thanh Tiền chưa? Để từ từ này mẹ đang kiểm đi. Hoa cúc hồng nè. Thi Ngọc nè, đỏ nè con. Thi Ngọc đỏ nè. Nhũ vàng nè. Dạ mấy chế đợi một xíu nghe em đọc tên có hàng đầm nhũ nha mấy chế ơi. Trương Quy ơi. Dạ chế Dương Vy ơi, đầm My đang mặc là tới 65kg nha chị. Đây cái chất thun ánh nhũ của nó có độ co giãn nè. Chế Đặng Thị Thủy cho em xin cân nặng chiều cao số điện thoại đi chế Đặng Thị Thủy ơi. Rồi em đang mặc là nhũ cam ánh đồng nè. Chế Ngọc Cao Vo em like từ lúc 6 giờ á chế ơi.
Đầm mi đang mặc là giá 220 nha chế. Bây giờ còn sale xuống còn có 220, hôm bữa nào là mắc lắm hết chế, mà nay tụi em sale xuống còn 220. Rồi, cái màu vàng nhũ cam ánh đồng. Nhũ cam ánh đồng. Đang màu vàng 211 đang mặc là gì con? D22 cam. Quá rẻ, cam mấy người đẹp ơi. Một cái đầm chỉ có 220 đi mặc hết là vô địch rồi. Không có ai mà bán cái giá mà quá rẻ như vậy luôn. Chỉ có 220 một cái thôi mấy người. Một đẹp. 1m6 ký mặc vừa không? Rồi à, hồi nãy là em mặc nhũ đỏ rồi nè. Nhũ đỏ, nhũ bạc. Hiện tại đang mặc là nhũ cam nha. Rồi nhanh tay mấy người đẹp chế chân vi ơi. Chế chân vi à, vừa luôn nha chế. Nếu lấy thì ok giùm em. Con mấy kéo xuống nhìn con. Nhiều. Thấy đâu, có thấy đâu. Điện thoại mà. Rồi qua nhũ vàng gon nha mấy chế. Chế chân vi vừa nha chế, nếu ok thì lấy thì ok với em nha. Ok quay. Chế Thanh Văn Hồ mấy chế, đợi một xíu nghe em đọc tên có hàng nha mấy chế ơi. Thu Nguyên Kim đổi màu cam đồng. Thu Nguyên Kim bỏ màu đỏ ra lấy màu cam đồng. Thu Nguyên Kim, cái bịch của Thu Nguyên Kim đâu, đổi là màu cam. Rồi mấy chế đợi một xíu nghe em đọc tên có hàng nha. Chụp hình nhũ vàng. Rồi nhũ vàng nha mấy chế ơi, có 5 màu nha, nhũ đỏ, nhũ bạc, rồi nhũ nhũ cam, nhũ vàng. Rồi bây giờ em lên nhũ hồng cái là đủ 5 màu nha mấy chế. Đây nhũ hồng cái nó là đủ 5 màu nha. Nhũ màu đỏ, đầm nhũ màu đỏ có 2 ký. Màu đỏ hết rồi. Đầm nhũ hết đỏ. Năm cô xả đỏ lấy cam đồng. Vậy đưa màu đỏ đây. Lấy cái màu đỏ đó đây. Lấy cái màu đỏ chốt cho năm cô. Năm cô xả đỏ lấy cam đồng. Năm cô rồi chốt cho cái người kia màu đỏ nè. Nè. Nguyễn Nhàn ơi cho em xin số điện thoại đi Nguyễn Nhàn ơi, chế lấy nhũ cam cho em xin số điện thoại. Đây màu đỏ nè. Rồi nhanh tay mấy người đẹp ơi, gần hết rồi nha. 72 cái phong vừa chứ. Hàng sale nha mấy người đẹp ơi, nhanh tay nha, hàng sale. Nhũ kim số điện thoại. Nhũ đỏ còn về hết đỏ. Đỏ. Chế không gam ơi, nhũ đỏ em hết, chế chốt qua màu khác với bên chế không gam ơi. Nhanh tay mấy người đẹp ơi, còn có vài cái là hết rồi nha. Rồi mấy chế hồng. Hai chương vi với mấy chế Ngọc Thư cho đợi chụp hình. Có nhân viên đọc tên nha chế ơi. Rồi ok. Mấy chế đợi một xíu nghe em đọc tên có hàng nha mấy chế ơi. Rồi, lên đủ 5 màu nha mấy chế ơi. Rồi ok chế Nguyễn Nhàn. Đang đang mặc 290 sale còn 220. Lên. Đủ màu chưa con? Nguyên Thành 2036 có hàng. Lô Xuyến 4879 có hàng. Phi Ngọc 7052 có hàng. Quỳnh Hạnh Nguyên Vũ Cam luôn. Quỳnh Hạnh 2242 có hàng. Năm cô. Nói em mặc là giá 200 nha mấy chứ. Có hàng. Đây là mặc là về hàng mới nha mới nha mấy chứ. Đây. Em có tổng cộng là 5 màu. Đây giá chỉ có 200 thôi. Hàng này mới đó, mới về đó mấy chứ. Vũ Cam nữa, Vũ. Vũ Cam. Vũ Cam còn không? Thấy đây, thấy đây. Chụp hình nữa. Đem qua đây. Đem qua đây. Mới á. Rồi ok nói đi. Rồi, em có còn tổng cộng là 5 màu. Em mặc là màu màu bò nha mấy chế. Đây là màu xám. Rồi. Giá chỉ có 200 thôi nha mấy chế. Đây là màu mới đây. Đây là màu xanh biển. Rồi Ngọc ta cho bỏ ra. À, đây là màu trắng nha mấy chế. Đây màu trắng 5 màu đồng giá chỉ có 200 chứ. Còn đây là màu vàng. Rồi. Tờ giấy mới in ra đâu rồi Đình Tấn? Tờ giấy đó gì vậy? Thuận Lê. Đây. Con đang cầm tờ giấy gì? Đưa đây. Màu đỏ em hết chế. Đây em mặc là bò bò đây. Đồng giá chỉ có 200 thôi mấy chế. Đây mấy chế nào chốt comment cho em là AT20 kèm theo cân nặng chiều cao và cái màu nha mấy chế. Giá chỉ có 200 thôi. Đây 5 màu đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Rồi mấy chế ơi comment giúp em
áo thun mỗi nam đang mặc là AT20 giá màu này màu mới nha mấy chứ. Đây em về đây màu một chỉ mới đây. Áo thun nam đang áo cổ tròn. Lấy áo cổ tròn giá 200 nha mấy chứ. Màu cam ra. Đây. Lấy hồng bỏ giá với 200 cực kỳ chất giả cực kỳ là đẹp mấy chứ ơi. Đây. AT20 em chốt size từ 60kg cho tới 75kg tùy chiều cao có 5 màu. Màu bò nam đang mặc, màu xám, màu vàng, màu trắng và màu xanh biển nha mấy chế. Giá 200 thôi nha mấy chế, 5 màu. Rồi comment cho em nha mấy chế. AT20 kèm theo cân nặng chiều cao và cái màu nha mấy chế. Không vừa như chế Kim Thông Phương ơi. Mấy chế comment áo thun là AT20 kèm theo màu bò xám vàng trắng hoặc là xanh biển giúp em kèm theo cân nặng chiều cao và số điện thoại em chốt size từ 60kg cho tới 75kg tùy chiều cao. Rồi quần là quần được có 4 màu nha mấy chế. 350 đồng giá 350 quần đây có sự co giãn mạnh nha mấy chế. Em đang mặc là màu đen. Màu đen xước, màu xanh đậm và màu xanh nha mấy chế, 4 màu. Comment cho em là giá 350 chốt size từ 30 cho tới 34 tương đương là từ 65kg cho tới 1 cam còn 80kg tùy chiều cao quần Vinh Nam giá 350. Còn 3 màu thôi, màu xám, màu vàng với màu hồng. Đây, 200 đồng giá 5 màu chỉ có 200 đồng mới chế. Đây màu em mới về đây, màu cực kỳ đẹp, tất cả cực kỳ đẹp. Mình nhẹ lên rồi, Kiều Tiên lên rồi. Đây, chất giải thiệt là mịn mát nha mấy chế, chỉ có 200 thôi. Màu hồng, màu xanh biển, màu trắng, màu vàng và màu xám. Đồng giá chỉ có 200 mấy chế, nào comment cho em là AT20. AT20 kèm theo số điện thoại cân nặng chiều cao và cái màu luôn nha mấy chế. Chế Nguyên Thanh nói là cho đổi màu vàng. Rồi qua, chế Nguyên Thanh đâu, kiếm tập hàng của Nguyên Thanh đổi màu lại màu vàng con. Em đọc mấy chế có hàng nha mấy chế ơi. Thu Nguyên Kim 0506 có hàng. Phượng Lê 233 có hàng. Nguyễn Ly 1526 có hàng. Mai Hân Tiền 277 có hàng. Tư Lê 3936 có hàng. Nguyễn Nhàn có hàng. Nguyễn Nhàn không có số hộ vậy. Hạnh Nguyễn 5176 có hàng. Màu cam hết. Kiều Tiên có hàng. Kiều Tiên không có số hộ. Thanh Vân Hồ 4917 có hàng. Hồng vàng Mai Hân Tiền 277 có hàng. Còn 3 màu hồng vàng bạc. Nguyên Thanh 2036 có hàng. Thuận Lê 8879 có hàng. Thanh Văn Hồ 4917 có hàng. Coi chừng trùng cái Thanh Văn Hồ rồi. Dung Nguyên có hàng. Tiếp tục hàng theo nghe mấy người đẹp ơi. Nguyễn Thị Hương 3671 có hàng. Đầm đen mặt nha mấy chế ơi. Xuất sắc luôn nha. Giá 450 hàng mặt cao cấp. Phi Nguyên có rồi. Hàng sale giá cực kỳ sốc, chỉ có 350 thôi. 176 có hàng. Nhanh tay. Trời ơi nó siêu đẹp luôn. Số lượng có hạn nha. Nguyên Thanh 2036 có hàng. Cao cấp có túi hai bên đây, cái phơm của nó là cái phơm suông như thế này nha mấy chế. Ok chế Nguyễn Oanh 881 có áo nam. Cái đầm này á em chỉ có size từ số 2 cho tới số 4 thôi nha mấy chế ơi. Em chốt một cái đầm. Đầm này em chốt từ 58kg cho tới 75kg nha mấy chế. Những đầm đen mặt chốt từ 58kg cho tới 75kg cái màu này đúng giá của nó là 490 mấy người đẹp, 490 chứ không phải là 450 luôn nha, hàng nhập nha, có hai lớp đàng hoàng nha, xuất sắc luôn, siêu trực tiếp nha, 490 luôn á, mà bây giờ sale còn có 350 hàng nhập cao cấp có hàng. Chỉ có đó, mẫu nha. Nào mà em ôm được giá sale thì em sẽ ra giá sale cho mình có hàng. Đó mấy chế cứ yên tâm. Hoa Đông Thạch 2992 có hàng. Đây cái hoa thêu nổi chỉ vàng gon nè mấy chế. Có đính đá vàng cực kỳ sang luôn. Rồi đầm này em chốt từ 58kg cho tới 75kg nha mấy chế. Cái mẫu này là đầm hàng xịn nha, 490 nha mấy người đẹp. D351 nha. Comment giùm em mã là D351. Chỉ có 350 chốt từ 58kg cho tới 75kg mấy chế ơi. Toàn bộ hàng nhập nha mấy người đẹp ơi, toàn bộ hàng nhập nha. Rồi chốt đầm comment giùm em mã là D351. D351 kèm theo cân nặng và chiều cao nha. Em chốt từ 58kg cho tới 75-77kg luôn nha mấy chế. Hàng nhập cao cấp. Đó cái mẫu nào về được giá sale là em sẽ lên giá sale cho mình. Bán giá cực kỳ rẻ cho mấy người đẹp. Quá trời đẹp luôn. Dung Nguyên cho em xin số điện thoại. Dạ có nha chế Dung Nguyên ơi. Chụp hình tươi.
Không, chốt đầm comment với BMD 351 giá 350 một đầm. D351 kèm theo cân nặng chiều cao, số điện thoại với em nha mấy trẻ ơi. D351 giá 350 một đầm. Có túi. Lấy sao lập quy kìa, nói là hết một cam thì cho chị màu vàng. Cái Trương Vi hồi nãy đâu? Số 2 đâu? Số 2 là đâu? Giấy Trương Vi. Nói không có màu đỏ, không có màu cam thì anh thiếu Trương Vi nè. Có giọng không không? Rồi, chế năm cô có đầm D351. Nhanh tay mấy người đẹp ơi, cái mẫu này sale chỉ còn có 5 cái thôi nha, không có nhiều mấy người đẹp ơi. Rồi, chế Hồng Vân có đầm D251. Là cái con đang mặc luôn. Trương Vi lấy cái năm cô đang mặc 238 có này. Cái gì cái gì? Số 3 số 4. Này số 3 được nè. Không. Ok, ta chốt số 2 nè. Không làm tí. Đúng rồi. Chế Diệu Tiên có hàng nha. Đưa phiếu về. Rồi 5 cái thôi nha, cái đầm này sale là chỉ có 5 cái thôi. Chế Trương Quy ơi, chế có màu cam rồi đó chế. 499 sale còn có 5 hết. Chế ơi, nên em chốt cho chế màu cam nha. Nè Tấn coi đổi thôi, dùm Tấn cái này. Tiếp tục hàng sale mấy người đẹp ơi, tiếp tục hàng sale nha. Tiếp tục hàng sale, đổi cho được đây, này cái đó số 4. Mua hàng giá tặng nha mấy người đẹp ơi. Được mua hàng giá tặng nha, trên tay mấy người đẹp ơi, chia sẻ bài viết giùm mình. Rồi Tường Vi đổi qua đầm nhũ vàng. Em đổi nè. Dung Quy cho em xin số điện thoại đi chế ơi. Quy chế chốt cho em xin cân nặng chiều cao, số điện thoại thêm cái mã nữa em mới chốt. Nè Tấn rồi chế ơi. Rồi còn đó đó, đúng rồi. Thấy người đẹp ơi chị. Rồi bi đọc nha, mấy cái đầm quen quay là bi đọc nha. Tiếp tục nha. Cho khách mình được mặc đẹp nha. U đại cuối mới mới đâu thùng mới. Rồi đầm này hết rồi. AT 20. AT 20. Trời ơi, nó lại 20 phải không? Ừ. Rồi hết. Đầm này hết rồi mấy chế. Rồi D351 em hết. D351 em hết. Mấy chế ơi, mấy chế qua đầm mới giúp em. D351 em hết. Nè, Bi ơi, bỏ vô nè. Cái đó đúng rồi. Nè, bỏ vô nè. Bỏ vô không? Đúng rồi, cái đó đó. Rồi cái dưới luôn nè. Cái dưới luôn. Từ lời 936 có hàng. Phải nó bốn miếng không coi dùm, phải nó bốn miếng không. Phượng Lê Áo Nam cho em xin số điện thoại chế Khổng Phượng ơi. Chế Tấn Chinh Quỳnh. Đọc nào cũng được đúng không? Có áo Nam AT màu bò nha. Rồi nhanh tay nha mấy người đẹp ơi, chia sẻ áo cao cấp nha. Áo cao cấp nha mấy người đẹp ơi. Ngọc Dung 8639 có hàng. Chinh Lu. Dạ ngày mai gọi chốt đơn. 5694 có hàng. Rồi à, áo cao cấp nha, số lượng có hàng nha. 320 sale còn 250 nhanh tay nha mấy người đẹp ơi. Ủa, Nguyễn 0939 có hàng. Ok sang Nguyên Thanh. 320 sale còn 250 nhanh tay nha mấy người đẹp. Nhiều mẫu áo cho mấy chế xem. 351 còn không vậy? 351 còn không con? Rồi hết nha. 351 hết sạch nha. Tiếp tục chia sẻ bài viết được mua hàng tặng mấy người đẹp ơi. Nãy giờ chế Giao Anh ơi, nãy giờ có đọc tên của chế Giao Anh không? Giao Anh. À, con có bỏ một cái hai phiếu á, dự bị á. Rồi hàng cao cấp nha. Chốt cho 70kg đổ lại nha mấy người đẹp ơi. Chốt cho 70kg đổ lại nha. 320 sale còn 250, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha mấy người đẹp ơi, nhanh tay nha. 320 sale còn 250, số lượng có hàng. Đây cái áo này rất là to nha mấy chế ơi. Chốt cho 70kg đổ lại quần hết nha. 28 55 cho tới 70kg nha mấy người đẹp ơi. Người nào có chiều cao thì lên được 1 dây ký nha. 320 xe còn 250. Em ta có nhà chế 5 cô ơi. Đây áo này rất là to. Có hàng hết nha. Áo này em chốt từ 60kg trở lên nha mấy chế. 60kg cho tới 75kg luôn nha. Chế hoa nương thạch đổi nhũ vàng. Hồng Vân 4579 có hàng. Mấy chế ơi, bây giờ mấy chế đổi là bây giờ em kiếm nha. Em kiếm mặt nổi luôn. Tại vì quá trời. Em chế đổi đi, đổi ra đi. Chốt thêm cái vàng đi rồi bỏ cái kia ra. Hoa nương thạch đó con, kiếm giùm tư hoa nương thạch nha. Hoa nương thạch nè. In phiếu đi gọn hồi rồi cái dư bỏ ra. Hồng Vân 579 có hàng. 320 nha, hàng cao cấp nha. Sale còn có 250, nhanh tay mấy người đẹp ơi. Đưa cho con cái quần không ạ. Đây kiếm coi. Đây tại cái này là màu gì chị? Màu cam nè, nãy khách kiếm màu cam quá trời nè. Rồi chế năm cô có nhũ cam rồi nha. Khách kiếm màu cam nãy giờ. Chế năm cô có D351 rồi nha. 320 áo xuất sắc, con không đưa tay được cho mấy chế coi rõ cái áo đi. Nè.
Rồi đây hai rồi, bên tay nè. Điện thoại 3649 có một cái áo nam nha. Rồi em lên quần cái để em đứng dậy nha mấy chế. Chứ mặc cái áo thun dài mà không có cái quần dài vô nhìn tưởng ở chùa. Chế có hai cái áo nam nha, chế cũng thượng. Áo đẹp quá, mấy người đẹp thì có cái áo này xuất sắc với cái áo này luôn. Áo hàng xịn nha. Bảy màu luôn, có bảy màu cho mấy người đẹp lựa luôn. Bảy màu luôn nha. Chế Dung Kim ơi, chế chốt áo vàng cho em xin thêm cái mã đi chế Dung Kim ơi. Rồi quần jean này em có tới 75kg luôn nè mấy chế. Quần jean chỉ có 250, có quần size 50 tới 70kg, 75kg luôn. Quần jean này là bản lươn thun co giãn cực kỳ luôn nha. Cái chất rất là đẹp nha. Trời ơi cái quần quần này là chỉ có 250. Bình thường em mặc size 28. Bình thường mặc size 28 là nó ôm cứng nhắc luôn, là vừa cái form em luôn. Còn cái này á, size 28 mà cái lưng nó rộng nè. Đây đó, bên trong là cái bản lưng thun nè mấy chế. Áo màu vàng nè là 70kg á. Quần jean bản lưng thun nè, mặc cực kỳ thoải mái luôn nha mấy chế. Chế là mà có cái nay bụng dưới mình to, mình chứng kiến những cái mẫu quần jean mặc thoải mái thì mình chốt liền cái quần này. Cái giá cực kỳ rẻ luôn mấy chế ơi. Cái form ôm nè mà cái lưng quần thoải mái. Chốt cho 60 chỉ có 250 một cái quần em đang mặc thôi nha mấy chế. Chốt quần đây mặc comment mã Q258. Chốt quần jean đây mặc comment mã Q258. Đây quần jean này là có thêu và đính đá chữ nè. Ngay bên hông túi. Rồi, Q258 quần jean. Quần jean 250 có size 50 tới 75kg. Áo là chốt cho 60 cho tới 75kg nha. 320 sale chỉ còn 250. Cho con cái áo màu vàng. Không đẹp là không lấy tiền nha. Rồi qua màu, chụp hình. Qua màu đi mi. Qua màu. Dung Kim 447 có hàng. Ok. Rồi, quay cái ngang cái tay nè cho mấy chế coi cái tay, chụp hình cái tay. Tay xuất sắc luôn nha. 320 sale còn có 200. Qua màu nha mấy chế ơi. Nhanh tay nha mấy người đẹp ơi, nhanh tay nha. Rồi qua màu liên tục nha, qua màu Kim liên tục. Kim Phương ơi, áo đang mặc 70kg bao vừa chế ơi, em chốt size từ 50kg cho tới 75kg áo đang mặc. Đâu. Áo này chốt từ 60kg cho tới 75kg Vy ơi. Cái vụ này nãy giờ không biết đâu rồi. Đây cái form quần jean chụp hình cái tươi. Rồi quần 258 size 28 55kg. Rồi 28 cho cái 28 quần. Quần đẹp đó, tuyệt vời luôn. Giá cực kỳ rẻ. Mờ quá thoát ra mấy lần rồi vô vẫn thấy mờ. Dạ tại mạng á chế Kim Đông ơi, chế thoát ra vô. Ok chế Kim Hồng Phương để đưa màu áo lên cho chế xem. Cho vô cái màu nữa đi cho mấy chế lựa nè. Đây 28. Vậy hả? Đúng rồi. Dạ có nhiều nha chế không hai bạn ý ơi. 258 nha. Đưa một cái 258. Con mặc cái áo vô đi rồi hả, lên để cho Dựng Tư đưa đây. Thảy qua đây tao lên lựa size cho. 258 nè. Quần mi đang mặc á. Cho con cái áo vàng 70. Đâu phải đúng không? Quy lại nhiều ta. Đó. 258 nè. 258 là quần mi mặc. Nè. Để chế cái áo này form của nó to dữ lắm. Quần luôn. Cho em xin cân nặng chiều cao đi chế ơi, quần không có size L chế ơi. Áo này chốt từ cứ gì cao cho số ký cho mấy người đẹp ơi, chốt từ 50. Bé mi là 47kg là mặc size nhỏ nhất cho mấy người đẹp ơi. Cứ gì cho số ký nha, chốt tới 75kg. Kim Hồng Phương lấy tím với xanh size 70kg. Ok, Kim Hồng Phương tím với xanh. Đây mấy cái áo này. Hàng cao cấp tím với xanh nè. Hàng cao cấp xe tím với xanh không chốt đi rồi lấy giấy. Để mình nhanh tay nha mấy người đẹp ơi, 320 sale còn có 250 mà mình sao mình không mặc. Hả? Quỷ thư chưa cho gì hết. Rồi tiếp tục cho mấy người đẹp ơi, 28 nè, có chưa có quần. Rồi màu xanh nha mấy chế. Hả? 258 nè. Có rồi. Chốt quần jean quá trời cả tộc quần jean. Rồi lấy áo comment A25 kèm theo màu. Rồi là cái quần đầu. Đâu cái quần size 28 đó là chốt cái con đang mặc đi rồi qua cái phiếu khác. Rồi. Áo thun nam 100kg không có nha chế Hà Võ ơi. Đọc số ký đi con báo sai cho nó nè mà. Ngày 29 nè. Quần giá 250 nha chế Mi Nhân Chân ơi. Này 34. Rồi áo đồng áo cao cấp sale đồng giá 250 luôn. Áo là mã A25, quần là mã Q258. Áo 250 quần 250 luôn. Áo có rất là nhiều màu. Hai áo
áo có rất là nhiều màu nha mấy chế. Đó, màu xanh liên tục đi. Rồi màu đỏ. Áo quần nam. Áo quần nam nãy giờ em lên nhiều mẫu nha chế Túc Mạch ơi. Rồi áo này chế nào mà dưới 60kg thích đó, thì mình mua về mình bóp lại hai bên đây nha. Còn cái này là form lớn để mi lên từ từ nha chứ. 60 tới 75 77kg thì cũng vừa hết á. Nguyễn Thư ơi cho em xin. Rồi màu đỏ A25 màu đỏ chụp hình. Cân nặng chiều cao số điện thoại. 62kg nè. Chế hao chưa ơi, A55 là 55, 56kg là gì chế? Chế cho em lại đi gõ đi chứ ơi. Đồng, đồng nè, cái gì? A55, 56kg. Cái 29 nãy chị mới cần đâu. A25 á, A25, 56kg. Rồi màu đỏ. Mà là không có để màu. 70kg nè, 33. Không cấp. Rồi về đưa đưa rồi đó. Đưa đưa hết chế. Quy chân tương ơi. Không có xuất ký. Nè, quy chân tương cho nè. Rồi đen bông vàng. Quy chân tương. 34 thì nhẹ, 34 nè chị. Này 30, 32, 33. Chốt 33, 33 bên đó. Ba hết rồi con gái à. Quy chân tương đưa cho mày bảo. Tốt mà. 28 kg áo thun nam. Nè nè. Nào ví dụ mẹ hả? 60kg. Rồi sao vô 819 có hàng. Rồi đen bông vàng. 454 có hàng. Áo em có đen bông vàng và đen bông đỏ chụp hình tươi. Em không vô thấy thêm một cái áo màu đen 31 nè. Đen bông vàng và đen bông đỏ mấy chế lưu ý giùm em nha. Chốt áo comment giùm em đen bông vàng và đen bông đỏ. Chế Kim Hồng Vương lấy đen bông vàng hay đen bông đỏ comment rõ giùm em nha. Áo là 250 nha chế Nguyễn Quang ơi. Áo này chốt từ 60kg cho tới 75kg. Đen nè. Đen bông vàng 56kg. Đen bông vàng. Mấy chế ơi, mấy cái hàng sale này á, mấy chế thêm một cái áo màu đen. Chốt chắc giùm em hạn chế đổi màu nha, tại vì quăng qua hàng nó chất như núi rồi. Mấy là mấy chế đổi là phải lục ra. Áo nam mặc là tới 75kg, không có 90kg chế ơi. 90kg là có mấy cái áo thun A. Rồi đen bông đỏ. 82 AT 87 281 282 á chế. Đó chế nào mà dưới 60kg á thích những cái mẫu áo này thì mua về mình bóp lại mình mặc nha. Dạ chế Kim Hồng Vương em chốt đen cho chế rồi. Quy chân tương 325 có hàng. Hàng sale Nguyễn Oanh 881 có hàng. Dương Nở 747 có hàng. Chụp hình tươi. Cho tập quần đó em. Chế Nguyễn Thư ơi cho em xin thêm số điện thoại cho chế Nguyễn Thư ơi. Linh Nguyên 126 có hàng. Mờ quá chị ơi. Nguyễn Ly 526 có hàng. Tại do mạng á chế Kim Long ơi, bây giờ mạng nhà nào cũng vậy chế ơi. Màu mà cũng giống vậy. Chụp hình tươi. Rồi ok, chốt lên 28 nè. Đen bông đỏ. Thêm một bông đỏ, thao chương thêm một bông đỏ nha. Có cái nào bông hàng. Dạ, chế Túc Mạch đợi em xíu nha. Để đưa áo thun lên lại cho chế xem. Thao chương thêm một màu đỏ. Lấy áo màu đỏ hay là lấy đen bông đỏ? Vừa nha chế Trần Oanh ơi. Áo này chốt từ 60kg cho tới 75kg nha mấy chế. Còn chế nào thích quá dưới 60kg thích quá thì mua về bóp lại nha. Ok chế Liên Ngô. Dạ chế Anh Kha ơi, thấy chế rồi nha chế Anh Kha. 32. Chi còn bên màu giúp em chi ơi. Quy trần tương là size gì vậy Tâm? Quy trần trần tương á. Đây em đang mặc màu nu nè. Trần tương hỏi size gì. Em đưa hai tờ luôn nè. Có 1 tờ. 32. Vậy là quy trần tương chị mới chốt xe 32 đúng không? Kim Nguyên. Cổ Nam đưa áo thun màu đen với màu xanh chung với nhau đó. Okay. Cho chế Túc Mạch coi. Rồi. Hai là lên đủ màu 28 nó chưa có sẵn tay ra nè. Trơn á chị. Cộng lum cột luôn, cột chung một chồng á. 34 nè. Lên một cặp nữa đi. Lên một cặp nữa đi. Một cọc chung một chồng luôn á. Chồng với bê là cái gì? Không biết. 73. Cho con coi cái mặt thôi. Kéo nhẹ cái mặt cho con coi. Rồi nói là quật là ra.
Dạ chế đi ngô đợi 4. Em xíu để mỗi nam lên áo sơ mi lại cho mấy chế xem. 72kg nè. Quần chốt size tới nhiêu chị ơi? Chọn ra luôn, chọn ra luôn. Đó đó. Size 75kg luôn. 45-75kg. 45-75kg nha chế Kim Huệ ơi. Chế Thu Trang ơi, em có đen bông vàng à chế ơi. Có đó, đen bông kia nữa nè. Xe em không đỏ lum hết á. Trời ơi, đi nè. Hỏi cô không để chế Kim Hồng Vương ơi, để ngày mai em chốt hàng em báo chế Kim Hồng Vương nha. Thao Huynh Ngọc, 545 có hàng. Nguyễn Thư có hàng. Anh Kha, Anh Kha số điện thoại 7745 có hàng. Hương Châu 801 có hàng. Đỗ Bích Phượng 913 có hàng. Huyền Hương số điện thoại 7664 có hàng. Kim Nguyên 178 có hàng. Dương Ngọc Phương số điện thoại 9666 có hàng. Đây không bỏ rồi nè. Ủa nè, chế Nguyên Lê ơi, quần mi mặt có màu sậm ngon ngon mà chế. Chỉ có màu như vậy thôi. Áo không treo bên hông mà màu đen với chung với màu xanh tím với màu đen màu đỏ nè. Dở dở cái tím với màu đỏ màu đen. Có cái màu đỏ. Xe 34 nè mẹ ơi. Đúng rồi. Xe 34 nè. Đen màu đỏ đây, đen màu đỏ đây. Nè, đi em thêm cái tím hả? Tím đây. Rồi đó. Em 281. Quần mi mà đang mặc 52kg nè. 52kg nè. Dạ chế Túc mà tơi đây. Đây nè. Mẫu nam đưa lên lại cho chế xem nha, chế xem Nguyên Thanh nè. Mẫu nam đưa áo thun lên lại cho chế xem luôn nha. Đỏ đen là người ta chốt là giờ đỏ đen là hay. Đỏ cái đen. Ngô nè 45kg nè. Nè. Mình giúp người ngồi. Ngô nè 45kg nè. Kiều My 66kg nè con. Rồi đứng rồi. 66kg My nè. Hai trăm hai. Rồi áo thun nam đang cầm giá 220 nha mấy chế. Em tổng cộng có 6 màu, màu đen, màu. Ủa, em không thông thuộc là sao cho bé mẹ cho hồi tấn nó đi. Màu đen, màu xanh ngọc, màu trắng, màu bò, màu xanh biển và màu xám nha mấy chế. Em tổng cộng có 6 màu, chốt size từ 60kg cho tới 65kg. Giá 220 nha mấy chế. 75kg tùy chiều cao. Giá 220 cộng với giúp em AT 22 kèm theo màu cân nặng chiều cao số điện thoại. 10kg nè. Giá 220 nha mấy chế tới 75kg luôn nha. Áo này từ 65 tới 75kg. Áo này là tới 75kg cho mấy chế chị cái. Tăng cột áo lại hai cái ngô nó nãy giờ như sơ mi đen hai cái thôi. Lâu quá mặt. Đúng rồi. Đỏ đen hai cái nè Lưu Nguyên. Ok, chế đi ngô để mẫu nam lên áo sơ mi. Quy chân tương không có số ký nha. Mà cũng không biết chốt cái gì luôn. Quy chân tương nãy đó tay 32 đó. Còn Nguyễn Thư là chốt cái gì? Đây quy chân tương đây. Sang Nguyên Thanh nói áo lại 200.